Chúng ta không phải chờ đợi lâu. Phật tử đầu tiên có câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên. Tên con là Nguyễn Thị Láng, pháp danh Diệu Quý, 57 tuổi. Con trai con là Đào Văn Xuân, pháp danh Tự Phúc Nghĩa, 33 tuổi. Thầy ơi, con vào chùa của thầy lần này là lần thứ hai, nhưng lần này con được dự pháp hội là lần đầu tiên ạ. Thầy ơi, con có một tâm thư hơi dài, con kính mong thầy đọc hết tâm thư này giúp con với ạ. Vâng, nhà cháu sẽ hầu các cụ cho đến cùng. Con xin nhờ hồng phúc của thầy cứu giúp gia đình con thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này với ạ. Thầy ơi, dạ, con có đi xem nhiều thầy, nhiều nơi đều nói trên đất của nhà con có ngũ quỷ. Ghê chưa? Ngũ quỷ là năm loại quỷ đấy hả? Có thầy đi qua nhà con nhìn vào bảo, ở gốc mít nhà con có hai con quỷ tóc xõa dài. Thầy không phải là quỷ rồi, thầy không có tóc. Mệt lắm, cái đi xem người ta nói thế này thì chết thôi. Hai con quỷ tóc xõa dài, mặc áo khuy chéo. Ở đây có ai mặc áo khuy chéo không? Có thầy thì bảo trên đất này có quỷ mù, không cúng bái được thì chủ nhà không chết trẻ, cũng bệnh tật mất sớm. Con trai không cẩn thận thì nó phế trưởng. Con gái nếu lấy chồng sớm thì lại về ở với mẹ. Thực tế là chồng con năm 2011 mất vì bệnh. Năm 2012, con trai con bị bắt đi tù 2 năm. Sau khi ra tù được 1 năm lại bị bắt. Với bây giờ là bị bắt đi tù lần 3. Đúng là câu đầu tiên dài quá. Đúng là tâm thư thật. Chúng ta hoan hỷ nghe hết câu đầu tiên. Cho nên các vị hoan hỷ. Đi tù lần 3. Ra tù được gần 1 năm là lại bị bắt lại. Hiện tại năm 2024 vẫn đang ở trong trại giam. Con có xem thầy ở Hải Dương và nhờ thầy ra đất nhà con làm lễ cúng, nhưng đang làm mặt mũi thầy tái mét, phải bỏ về không làm được nữa. Năm 2023, con xem thầy ở Hạ Long. Thầy này là phụ nữ,
đứng bóng ghế ông Hoàng Bảy. Thầy cũng gọi nhà con trên đất có quỷ, và con cũng mời thầy về làm lễ cho, nhưng vẫn không thu được quỷ trên đất nhà con. Con gái con đi xem một thầy trên Hà Nội, thầy bảo là làm lễ cũng rất tốn kém, nhưng vẫn chưa đuổi được nó đi đâu. Phải nhờ được thầy giỏi, pháp thuật cao tay mới thu được quỷ vào chùa chứ, không đuổi nó đi được. Chi phí thì rất tốn kém, gia đình con lại không lo đủ, lại không có đủ điều kiện. Mấy tháng gần đây con xem điện thoại mới biết đến pháp danh của thầy. Con cũng có nghe thầy giảng pháp qua điện thoại ạ. Con có xem thầy đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình, nên hôm nay con có viết lá thư này. Tuy hơi dài nhưng con mong thầy hữu duyên đọc hết lá thư này để giúp đỡ cũng như giải đáp giúp gia đình con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Tên con Nguyễn Thị Láng, chú ở thôn 4, tỉnh Quảng Ninh, có số điện thoại đây. Qua một câu hỏi có thể nói là bức tâm thư của một Phật tử ở Quảng Ninh, nói về gia đình, bảo là đi xem mấy chỗ rồi, phần lớn các thầy đều phán rằng trong nhà có ngũ quỷ, có quỷ thần, vân vân. Và qua cái tâm thư của Phật tử ở Quảng Ninh, chúng ta đều nghe hết cả rồi. Xin thưa các quý vị, ở trong cuộc sống, nếu chúng ta chưa ai gặp những cái cảnh khổ như thế, thì chúng ta sẽ phán luôn cho một câu xanh rờn, đó là gì? Vơ vẩn, mê tín, dị đoan. Thật đấy. Nhưng chỉ có nhà nào, người nào đang phải chịu cái cảnh khổ như thế, chúng ta mới gì? Hiểu được tận cùng của sự khổ đau, của sự mất mát và bất an ở trong lòng. Cũng giống như ở ngoài xã hội chúng ta, nếu mà một người nào họ từ khi sinh ra cho đến lúc 3, 4, 5, 6, 70 tuổi, họ chưa từng bị ốm đau, chưa từng bị bệnh tật, không phải bị mất một viên thuốc Panado hay là Allergin, hay là một thậm chí là một chút cao dầu gió Phật Linh để bôi vào lúc đau đầu trắng mặt, cũng không phải luôn. Thì xin thưa các quý vị, những người đó họ không bao giờ phải đi bệnh viện, vì thân thể của họ bình an, mạnh khỏe, cường tráng, làm gì họ phải đi bệnh viện. Họ không đi bệnh viện không có nghĩa rằng xã hội này không phải xây bệnh viện. Vì sao? Vì xã hội này được mấy người đủ duyên, đủ phúc, đủ một có một cái thân thể khỏe mạnh, cường tráng như thế đâu. Cho nên, đứng trên cương vị của một người mạnh khỏe chưa từng bị ốm đau bệnh tật, mà nói người ốm đau bệnh tật thường xuyên phải thuốc thang, phải đi viện, là chúng mày ngu si đần độn. Làm gì mà cứ phải mang thuốc cho mấy ông bác sĩ, mấy ông y tá, mấy cô y tá ở trong bệnh viện nó tiêu như thế, không để tiền mà ăn dưỡng, để mà hưởng thụ, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy nếu một ai đó khi mình mạnh khỏe, mình hạnh phúc mà lại đi chê bai, rè bỉu và
coi thường những người bệnh như thế. Những người bác sĩ, y tá, y sĩ, dược sĩ, những người thầy thuốc ngày đêm cứu khổ, cứu nạn, cứu bệnh, cứu tật để giúp người bệnh như thế. Thì quả thật chúng ta xem, nghĩ xem, tư duy xem, lời nói, ý nghĩ và hành động của cái người khỏe mạnh kia đối với xã hội có đúng chưa? Có chuẩn không? Thầy nghĩ là chắc cũng không đúng mà cũng không chuẩn đâu. Vì sao? Vì các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Con người ta sinh ra ở trên đời này do cái gì? Túc phúc nhân duyên, do cái nghiệp báo. Mỗi người đến với thế giới này khác nhau. Cho nên có người từ khi sinh ra đến khi già, khi mất, không phải đi viện lần nào, cũng chẳng phải uống một viên thuốc nhức đầu sổ mũi nào, vân vân. Nhưng cũng có người sống ở trong bệnh viện còn nhiều hơn là sống ở nhà. Có những gia đình hết năm này qua năm khác, thậm chí là hết đời này qua đời khác, hàng trăm năm, vài trăm năm, gia đình của họ, dòng họ của họ rất là hạnh phúc, viên mãn. Còn những có những gia đình ngày nào cũng có tiếng gì, chửi nhau, mắng nhau, thậm chí là đánh nhau, có thể là còn giết nhau nữa. Cho nên đây là gì? Biệt nghiệp và cộng nghiệp của chúng sinh ở thế gian là khác nhau vậy. Chính vì vậy mà qua câu hỏi đầu tiên của một Phật tử trong Pháp hội Vu Lan năm 2024 tại Chùa Khai Nguyên năm nay, Thầy rất cảm thông và chia sẻ thật lòng với Phật tử này là đấy. Trong cuộc sống có những lúc khó khăn, khổ sở, túng quẫn, cùng cực như vậy, chúng ta phải cố gắng để tu nhân tích đức hành thiện để mà thoát ra. Chỉ có chúng ta mới gì? Mới làm được điều đó. Không có một ông thầy nào, không có một vị sư nào, không có một thầy đồng, thầy cúng nào có thể giúp chúng ta thoát khỏi những cái nạn ách ấy bằng chính chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải nhất tâm tu tập, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, một lòng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày. Gia đình chúng ta có những cái việc tâm linh như thế thì việc tốt nhất đó là mỗi một ngày chúng ta phát nguyện tụng ba quyển kinh của Bồ Tát Địa Tạng bản nguyện. Sáng tụng quyển thượng, trưa hoặc chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ. Mỗi một ngày chia thành ba thời như thế. Chúng ta kiến lập đàn tràng ở tại gia đình chúng ta. Hoa lấy bảy lọ, mỗi lọ bảy bông, bảy bảy 49 bông hoa hồng hoặc hoa cúc cũng được, tùy duyên. Bánh kẹo hoa quả thì bảy đĩa, đĩa nhỏ nhỏ thôi, gọi là thành tâm thôi cũng được. Có điều kiện thì mua hoa quả tốt đắt tiền, không có điều kiện thì quả ổi, quả nhãn hay quả na hay quả gì ở trong vườn chúng ta có thì chúng ta hái lên cũng được. Nếu không có tiền để mua được 49 bông hoa thì thôi, chúng ta lấy múc bảy chén nước
lên chúng ta dâng cúng Đức Phật cũng được. Xin lỗi các Phật tử cũng có gia đình, hoàn cảnh khó khăn đến nỗi mà bảo mua lấy 7 đĩa hoa quả, 49 bông hoa để cúng dường Bồ Tát thì chắc là cũng khó. Thế nếu mà không có thì thôi 7 chén nước thôi cũng được. Đi ra ngoài vườn hay ra ngoài sân ấy, hay lên trên rừng xem có cái bông hoa cỏ dại gì không thì chúng ta hái lấy một đĩa cũng được, thành tâm. Bông cỏ hôi hôi cũng được, cũng không sao. Từ miễn là xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta dâng lên cúng dường chư Phật Bồ Tát, rồi nhất tâm chúng ta tụng kinh, phát nguyện ăn chay trường 21 ngày. Phật tử này này, Thầy khuyên phát nguyện ăn chay 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Trong gia đình đang lục đục khó khăn, đường tâm linh nặng nề như thế, đi xem họ bảo ma quỷ như thế vân vân, về cứ phát nguyện lập đàn ở tại nhà mà tụng kinh 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Đấy, lúc tụng kinh nếu có khó khăn gì, ngoài khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, chư vị Đại Bồ Tát, chư lịch Đại Tổ Sư, chư vị Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các quý vị cũng có thể gì, thế gọi là phương tiện mà kêu gì, kêu tên Thầy nữa cũng được. Thầy Thịnh ơi, Thầy đến, Thầy chứng đàn, Thầy khai đàn cho con với. Thế là được. Tất nhiên Thầy không đi đến, Thầy không đi đến là được đâu. Nhưng mà tâm thành của các quý vị phát xuất thì mười phương chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần hoan hỷ, các vị quỷ thần Thầy nghĩ rằng có thể cũng hoan hỷ. Vừa qua Thầy nghe thấy có người nói với Thầy mấy bữa trước này, lúc ốm đi viện bảo niệm Phật là chả niệm Phật, cứ thế là lên trên vào bệnh viện bác sĩ đưa lên trên xe họ đẩy đi, là cứ thế là kêu Thầy Thịnh cứu con với. Bảo khổ, Thầy Thịnh có làm được cái gì đâu, cứ kêu Thầy Thịnh cứu con với. Ấy thế Phật tử nói là đã đi vào một chút xíu thôi, khám xong bác sĩ cho ra rồi bảo không sao cả. Tốt quá, A Di Đà Phật. Đi về làm công việc gia đình gặp cái gì khó khăn, niệm Phật mà cảm thấy vẫn chưa an, cứ Thầy Thịnh ơi, Thầy cứu con với, Thầy giúp đỡ con với. Thế là tự nhiên lại thấy gì? Tâm an, thế là mọi việc làm gì? Mọi việc làm được trôi chảy từ A cho đến Z. Đây là nó xuất phát từ niềm tin thôi, chứ Thầy thực sự là không có thần thông nha. Khẳng định với các quý vị, Thầy không có thần thông, cũng chẳng phải là chư Phật Bồ Tát tái thế gì cả. Nhưng mà cái tâm thành của chúng ta xuất phát ra đến cái điểm gọi là như là mặt trời mọc lên khỏi dãy núi Đằng Đông, chừng một vài cái sào chúng ta đặt ra trước mặt, đấy là cái hơi nóng của, do hơi nóng của mặt trời thì mây mù liền là gì, liền là tan biến, ánh mặt trời sẽ ló rạng, hơi ấm của mặt trời sẽ chiếu xuống nhân gian, xóa tan đi những băng giá của sương mù dày đặc vậy, vân vân. Cho nên các Phật tử, đặc biệt là Phật tử đưa câu hỏi này, và các Phật tử đang có cái hoàn cảnh gia đình nó cũng khó khăn, nó khổ sở và nó gặp những cái vấn đề nó trắc trở trong cuộc sống mà không thể dùng khoa học để giải thích được, đi cầu đi cúng mãi cũng vẫn chưa thấy khỏi, tốn bao nhiêu của cải tiền bạc rồi chưa thấy được,
thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm kiến lập đàn tràng ở tại gia đình nhà mình. Ở trên ban thờ mà thờ Phật, thờ thần linh gia tiên mà rộng rãi thì bày lễ lên tại ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu mà cái ban thờ mà chật hẹp á, thì chúng ta có thể mua một cái bàn xuân hòa mới, lấy cái miếng vải vàng á, chúng ta trải lên trên cho nó trang nghiêm. Nhớ có điều kiện thì hoa 7 lọ, mỗi lọ 7 bông, 7, 49 bông hoa hồng hoặc bông hoa cúc, tùy theo hoa gì cũng được. Nhưng thường lập đàn thì từ trước đến nay á, các thầy ngày xưa đi học được các tổ, cụ tổ chủ hương và cụ tổ đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam dạy cho các thầy là thường là lễ dâng ở trên đàn thường là hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ hoặc là hoa cúc vàng. Đấy, dâng cúng trên đàn thì thường là như thế. Còn ngoài ra thì thầy nghĩ rằng hoa gì thì cũng được. Nhưng mà từ xưa đi học thì các cụ hướng dẫn như thế thì nay cũng nói cho đại chúng chúng ta biết được như vậy. Đây là hoa thì 7 lọ, mỗi lọ 7 bông. Quả thì cũng 7 đĩa. 7 đĩa thì tùy theo ban thờ, cái bàn chúng ta bàn xuân hòa, cái bàn nó to hơn gì đó thì chúng ta bày nhiều. Mà bàn nhỏ thì chúng ta thì bày ít. Đó, mỗi đĩa một con một quả cũng được, gọi là có là được rồi. Quả táo hay quả cam hay là quả gì đó tùy. Hoặc nếu không quả thì gì thì bánh kẹo. Gọi là thành tâm. Đấy, nhớ là gọi là thành tâm, cốt ở cái tâm. Nhưng đều là 7. Sau đó thì 7 chai nước La Vi, 7 cốc nước, tức là 7 chén nước hay là 7 bát nước cũng được. Nếu chúng ta cẩn thận thì mua là cái đồ mới, tức là 7 cái chén nước mới thì, hoặc là 7 cái bát nước mới chúng ta cúng. Hoặc là nếu mà đồ cũ thì chúng ta đem rửa sạch đi, rửa sạch sẽ đi thì cũng được. Rồi 7 cái đèn, cái đèn dầu hay là đèn dầu ngày xưa, hoặc là đèn dầu thơm bây giờ cũng được. Hoặc không thì 7 cái nến. Nhưng thắp đèn thì tốt hơn, vì đèn nó cháy được qua đêm. Nến thì nó cháy hết thì nó tắt. Mà cúng đàn thì thường là không được để tắt đèn. Chúng ta phải để cả ngày cả đêm. Ví dụ phát nguyện lập đàn 7 ngày thì 7 ngày 7 đêm phải để đèn cháy suốt cả 7 ngày 7 đêm. Nếu không may cái nào ban đêm nó gió hoặc con thiêu thân nó bay vào tắt thì chúng ta dậy sáng phải thắp lên ngay. Thấy cái nào tắt phải thắp lên ngay. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Hoa này, 7 lọ, đĩa bánh hoặc đĩa hoa quả 7 đĩa, nước 7 chai, để nguyên chai La Vi hay chai gì cũng được, tùy loại nước gì tùy chúng ta. Cúng nước trắng. Rồi 7 cốc hay là 7 chén hay 7 bát nước chúng ta rót ra để trước đàn. 7 đèn hoặc 7 nến tùy, nhưng thắp đèn thì sẽ tốt hơn. Cái đèn nó có tim, có bốc hoặc có bóng vào, hoặc cái đèn dầu thơm bây giờ cũng được, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình chúng ta. Đó, đàn tràng chỉ cần như thế thôi. Phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày lập đàn như thế. Trong khi chúng ta phát nguyện lập đàn để tụng kinh, để cầu nguyện cho đất cát, nhà cửa được tốt đẹp á, thì chúng ta nên phát nguyện ăn chay trường trong những ngày đó là tốt nhất. Còn đối với người nhà chúng ta trong những ngày đó không sát sinh hoặc cùng ăn chay được là tốt nhất rồi. Còn người thân không ăn chay được thì cũng chớ có sát sinh ở trong gia đình chúng ta những ngày đó.
bắt buộc phải người thân phải dùng thì chúng ta ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn đó. Tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện hoặc không dặn bảo người ta giết cho gia đình mình mua. Đó gọi là tam tịnh nhục phương tiện Đức Phật đã khai cho đối với các Phật tử tại gia, đối với những người mới học đạo, mới vào tu thì có thể dùng tam tịnh nhục được ở trong những trường hợp như thế. Nhưng ở đây khuyến khích là khi nhất tâm kiến lập đàn tràng để cầu nguyện một cái việc lớn nào đó cho gia đình, cho người thân, cho dòng họ v.v. để chúng ta chay trường được là tốt nhất. Đấy, cũng hướng dẫn như vậy. Ngoài ra, trường hợp gia đình Phật tử ở Quảng Ninh này, thế thì nên gì? Nên thỉnh lấy một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ ở trong phòng kinh sách để về thờ ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho, độ cho. Và có thể có điều kiện thì thỉnh lấy cái gương bát quái hoặc là cái miếng khánh ngọc để treo nhà, treo trước cửa ra vào ở tầng 1 đó, nó cũng rất là tốt. Vừa qua có một số gia đình cũng bảo là lục đà lục đục về mặt tâm linh, đi xem họ nói hết cái này cái nọ cái kia, cúng bái cũng khá nhiều nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy yên, chưa thấy ổn. Nghe thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng, họ lên chùa họ thỉnh kinh, họ thỉnh cả cái miếng ngọc bội nho nhỏ về để treo trước cửa ra vào nhà nữa. Thế là về một vài tuần sau cứ thấy nó yên dần, yên dần. Vài tháng sau thì thấy là ổn hẳn, mới lên chùa mới lễ tạ Phật tạ tổ, mới kể lại cho các sư phụ trách ở phòng thông tin hay là trên quầy ngọc nghe, bảo là Phật Pháp nhiệm màu thế. Biết như thế thì con đã đi lên chùa từ lâu rồi. Nên xin thưa các vị, Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Chúng ta không thể nói là biết thế thì lên từ lâu được rồi được. Cái nhân duyên. Duyên chúng ta đến lúc nào thì chúng ta gặp lúc đó. Cho nên cái biện pháp đất cát nhà cửa mà bị hung thần hung khí như là ngũ quỷ yêu tinh vân vân như Phật tử này mới nói đó, đấy thì cái phương pháp tốt nhất đó là kiến lập đàn tràng tụng kinh tại nhà. Đấy, một hoặc ba chén nước ở đàn đó cứ qua đêm dậy sáng thì lại vẩy hết đó, từ phòng thờ cho đến phòng ngủ cho đến đất cát nhà cửa, vẩy hết đó, chung quanh đi, cứ như thế mà làm. Còn những chén còn lại thì để cho cả nhà cùng uống. Uống luôn cũng được, hoặc cho vào nấu cơm, nấu canh cũng được. Cả nhà cùng ăn, cùng uống. Đấy về mặt tụng kinh niệm Phật. Hoặc thỉnh cái gương bát quái hoặc cái miếng ngọc bội về treo ở trước cửa ra vào. Ở tầng 1 hoặc trên tầng thờ thì tùy. Ở chung cư thì treo trước cửa phòng nhà mình thôi. Gương bát quái thì treo ở bên ngoài, nếu treo gương. Còn nếu cái miếng ngọc thì phải treo ở bên trong cửa, không có sợ người ta đi ra đi vào, người ta biết cái đồ đấy nó quý, người ta lấy mất, lấy đi thì lại lo. Đó. Còn đối với những người thân, những người trong nhà, có thể chúng ta cho đeo cái lá bồ đề nho nhỏ cũng rất là tốt. Nó cái sinh khí mà, nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó cũng tránh được cái vấn đề tà khí nhập thân. Thì cũng rất tốt. Đấy là câu hỏi thứ nhất, thầy hướng dẫn là như vậy. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hưng, pháp danh
Diệu Thích ở Quế Võ, Bắc Ninh. Kính xin Thầy cứu con của con. Cháu mất đã được mấy năm rồi mà vẫn chưa đi đầu thai được. Ồ, làm sao biết là chưa đi đầu thai được? Nghe ai nói chưa đi đầu thai được hay như thế nào? Đây chúng ta đọc tiếp xem như thế nào. Con thường thấy cháu về đói khát xin ăn, nên con hay cúng cơm cho cháu. Gần đây ngày nào con cũng cúng, hôm nào không cúng thì cả đêm không ngủ được, người mệt mỏi. Thầy ơi, con cúng thế cháu có thọ nhận được không, và có lợi hay có hại gì cho cháu không, mà người nhà con cứ bảo cúng thế nó không đi đầu thai được. Gần đây hai lần con mơ thấy cháu không giống người, nó đang ở cõi ngạ quỷ và nó kêu gào chơi vơi. Mẹ cứu con. Con chưa biết làm thế nào để cứu con mình, thì mẹ chồng con về báo mộng bảo con phải làm lễ phả độ gia tiên để cứu cháu. Con đã bàn với anh em trong gia đình mà không ai ủng hộ con, nên con về pháp hội của thầy. Tức là không ai ủng hộ mới đến đây, tức là bỏ đi rồi mới đến đây, không còn chỗ nào nương tựa rồi mới đến đây. Con nhờ công đức của thầy cứu con với. Con mong mỏi được gặp thầy. Con kể cho thầy nghe những chuyện ly kỳ của cháu để thầy cứu cháu được hiệu quả. Con xin cảm tạ công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thôi, viết thế này nghe là được rồi. Nghe cũng đã quá ly kỳ rồi. Chứ không cần phải gặp để kể nhiều hơn nữa đâu. Xin thưa các Phật tử, qua câu hỏi thứ hai buổi pháp thoại ngày hôm nay cùng Phật tử ở Bắc Ninh đúng không? Ở Bắc Ninh, ở Quế Võ Bắc Ninh. Nói rằng có một cháu, tức là con đó, bị mất đó trước đây, nhưng mà chưa được siêu thoát. Vì ngủ mơ thường thấy cháu về, thậm chí là thấy cháu còn bảo là mẹ ơi cứu con. Thấy cháu thọ một cái thân ở trong một nẻo khác, tức là không giống thân người. Đây Phật tử nói là thân giống với thân ngã quỷ. Xin thưa với các Phật tử, cái việc này không phải hôm nay Phật tử mới nói, mới mơ thấy, mới kể ra đây, mà cách đây trên 2.600 năm về trước, lúc Đức Phật còn tại thế, chính tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Câu chuyện này được kể ở cả trong kinh A Hàm và kinh Nikaya của Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy. Có nghĩa rằng cả hai hệ thống tư tưởng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đều có bộ kinh nói về ngạ quỷ mà tôn giả A Nan nhìn thấy này. Ngày xưa thầy đi học trung cấp ở trường Trung cấp Phật học Hà Tây, được quý hòa thượng thượng tọa dạy bộ kinh A Hàm. Thầy nhớ là được nghe các thầy dạy cái bộ kinh nói về tôn giả A Nan. Một hôm đang thị giả Đức Phật và chư tăng, bỗng tôn giả A Nan nghe thấy tiếng khóc lóc ở trên hư không, ngẩng mặt lên trời xem thì thấy có rất nhiều những chúng sinh thân hình kỳ quái,
đầu to như cái thùng, mà cổ thì lại bé như gì, bé xíu, tẹo tẹo teo. Trong kinh nói là cổ bé như kim, nhưng mà nói bé như kim thì nó không, nói nó hơi gì hơi quá. À, có thể nó bằng cái cổ tay này thôi, hoặc to hơn chút xíu thôi. Có những trường hợp thì bụng to như cái trống, mà cổ nhỏ như gì, chỉ như cái cổ tay này. Có những chúng sinh thân hình thì to lớn, mà chân nó thì bé tẹo tẹo teo, cho nên không cân đối, không đứng dậy đi được. Có những chúng sinh thì chân to thì thân lại bé, vân vân. Hình hài gớm ghiếc, đau khổ tột cùng. Có những chúng sinh thì trên đầu lửa bốc cháy ngùn ngụt. Có những chúng sinh thì miệng lại khạc ra lửa, khổ đau vô cùng, khóc lóc thảm thương. Tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật: tại sao con nghe thấy trên hư không có tiếng kêu la khóc lóc sầu bi thảm thiết? Con nhìn lên lại thấy những chúng sinh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn: đấy là gì? Là thật hay là không thật? Hay là do tâm con gì loạn tưởng mà vọng nhìn thấy những cảnh giới như thế? Đức Phật bảo A Nan rằng: này A Nan, không phải tâm con vọng tưởng, cũng chẳng phải là mắt con vọng thấy, mà đó là sự thật đấy. Đó chính là những ngạ quỷ ở trong trong đường cô hồn quỷ đói, một trong sáu đường thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh đấy. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy, khởi lòng bi mẫn thương xót những chúng sinh đau khổ cùng cực như thế. Cũng là một kiếp, mình kiếp người đã kêu khổ rồi, nay nhìn thấy trên hư không còn có những chúng sinh khổ hơn người nữa, đó chính là con đường ngạ quỷ mà tôn giả A Nan nhìn thấy. Cho nên tôn giả A Nan khởi lòng bi mẫn bạch với Đức Phật: có cách nào để cứu độ những chúng sinh khổ nạn đó chăng? Đức Phật mỉm cười nhẹ nhàng nói bảo với tôn giả A Nan rằng: có đấy. Và từ đó trở đi, Đức Phật dạy cho tất cả chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người xuất gia, trước khi ăn đều phải cúng thí gì? Cúng thí thực cho các loại chúng, chúng sinh đau khổ ở trong con đường quỷ thần đói khát ngặt nghèo khổ cực ấy. Cho nên chúng ta mới bây giờ mới thấy là các sư ở các trường hạ hay là ở bất cứ nơi đâu, trước khi ăn thường là cúng thí gì? Cúng thực đó, cúng chúc thực đó, cúng thí thực đó, gọi là niệm thực. Chư Tăng cúng buổi trưa gọi là niệm thực. Còn buổi chiều tối thì các chùa mà có chư Tăng, hoặc không có chư Tăng mà các Phật tử tinh tiến á, thì vào cái lúc mặt trời sắp lặn đó, thường là các chùa thỉnh đại hồng chung và cúng gì? Cúng thí thực, gọi là cúng cháo đó các Phật tử. Đấy chính là gì? Y kinh, y luật, y Phật trở chế, nương theo lời Phật dạy để chúng ta thực hành cái hạnh bố thí, hạnh Bồ Tát thương chúng sinh đau khổ mà cúng tế như vậy. Phật tử ở Quảng Ninh này mơ thấy con của mình thường trong cái hình hài không phải là hình hài của loài người, mà hình hài của loài gì? Loài quỷ, thường là đói khát và khổ cực muốn cứu độ đó. Cho nên Phật tử này thường là hay cúng thí thực. Hôm nào mà không cúng thì cả đêm không ngủ được, vì đau nhừ hết cả người, kiểu như là bị đánh, bị hành đấy.
Cái này cũng có các quý vị, cũng có những trường hợp tâm linh như vậy. Chỉ có những người nào gặp vào cái hoàn cảnh đó mới biết mà thôi, mới thấm mà thôi. Thầy ngày xưa chưa đi xuất gia, ốm mà thập tử nhất sinh cũng gì, cũng cả năm trời, hơn năm trời rồi. Cho nên những cái câu chuyện mà các Phật tử kể như thế này, thầy thấm. Thầy thấm, thực sự thầy rất thấm. Vì sao? Vì chính bản thân thầy ngày xưa đã gì, đã trải qua những cái cảnh khổ như thế rồi. Những Phật tử gia đình nghèo cùng khổ sở, thiếu thốn vật chất, khổ như thế nào trong cuộc sống, kể với thầy, thầy cũng biết rồi. Vì chính bản thân thầy lúc chưa xuất gia cũng nghèo cùng túng thiếu khổ sở như thế, biết hết rồi. Chính vì vậy cho nên bây giờ các Phật tử đến chùa Khai Nguyên hoặc đến bất cứ ngôi chùa nào mà thầy trụ trì, các Phật tử có những cái việc gì trong gia đình cần đến cái chuyện mà ví dụ như là bốc bát hương hay là về nhà mới hoặc là lễ bái tụng kinh hoặc là cầu an cầu siêu vân vân ABC, thầy đều cho các Phật tử chúng ta tùy tâm hết, không có bắt buộc phải đóng góp bao nhiêu tiền mới được làm sớ, bao nhiêu tiền mới được các sư tụng kinh hồi hướng và cúng lễ cho vân vân. Vì thầy biết đối với nhà có điều kiện thì 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu cũng chẳng là cái gì cả. Nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 500 nghìn, 1 triệu, thậm chí là 100 nghìn cũng khó các quý vị. Đối với người có điều kiện một lá sớ 100 nghìn hoặc triệu cũng là bình thường. Nhưng mà đối với những người không có, họ tìm đủ mọi cách đi được đến đây là quý lắm rồi. Cho nên không ai nỡ bắt các quý vị phải có tiền mới được viết sớ, phải có tiền mới được vào dự khóa tu. Đến ngôi chùa nào thì thầy không biết, nhưng đến chùa Khai Nguyên và tất cả các hệ thống ngôi chùa mà thầy trụ trì, các vị cứ yên tâm. Vì ngôi chùa là do thập phương tín thí bà con nhân dân phát tâm đóng góp, người nhiều người ít, ít thì viên gạch xẻng cát túi xi, nhiều có thể đến vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu vân vân, để xây dựng lên những ngôi chùa, những ngôi đại giảng đường như thế này. Cho nên các vị cứ yên tâm, đến những ngôi chùa mà thầy trụ trì là các quý vị đang quay về với ngôi nhà lớn của chính mình. Gặp việc thì làm, đói thì xuống bếp, coi như về ngôi nhà lớn của chính chúng ta. Vì vậy mà không có phải lo nghĩ về cái chuyện là mình không có, mình về chùa ngại lắm, không có phải ngại cái điều đó. Vì tất cả trong hệ thống các ngôi chùa của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đều là tùy duyên, tùy tâm hết. Cho nên cái việc mà lễ bái vân vân này nọ, các vị mà ở nơi nào đó mà họ bảo là cúng bái mà mất nhiều tiền, những trường hợp này Phật tử mà đi xem họ ở trên chỗ Quảng Ninh lúc nãy cũng nói, mà đây nói đi xem ở nơi khác họ bảo cúng mất rất nhiều tiền, không có tiền thôi, không có tiền thì thôi, nếu còn có tiền mà cúng ở nơi nào thì thầy không dám ngăn cản, nếu không còn tiền thì cứ về đây không lo. Quan trọng nhất đối với gì? Với các quý vị là chăm chỉ chịu khó, nhất tâm tín kính Tam Bảo và tin sâu nhân quả, và cùng nhau tu tập, chịu khó tụng kinh lễ Phật, niệm Phật,
Có sức khỏe thì cầm cái chổi quét đi, quét lá, quét rác ở trong khuôn viên của chùa cho nó sạch sẽ. Trước là để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Thánh Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần. Thứ nữa là gì? Để cúng dường tùy hỷ bà con nhân dân bách gia chăm họ về chùa lễ Phật, họ thấy cái cảnh chùa nó khang trang, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó sạch sẽ thì họ phát khởi được tín tâm. Công đức chúng ta từ đâu mà có? Từ đấy mà có. Cho nên không cứ là cứ phải là có tiền mới được đến chùa hay mới dám đến chùa các quý vị. Từ trước đến nay chúng ta thấy là ở trong Phật Pháp cũng có rất nhiều những ngôi chùa mà các quý thầy vì nhân dân, vì Phật tử. Chứ chúng ta đừng có thấy là một vài ngôi chùa hay một vài quý thầy mà họ thế này, thế nọ, thế kia, chúng ta cứ sợ rằng đến chùa nào cũng phải như thế. Không có đâu. Đâu cũng có người tốt, người xấu. Tổ đã thành một tổ chức thì đâu cũng có người tốt, người xấu. Tổ chức nào cũng thế. Thì Phật giáo chúng ta bây giờ thành một cái tổ chức, cái tôn giáo rồi. Thì cho nên cũng sẽ có người này, người nọ, người kia. Chúng ta đừng vì một vài người hay một vài ngôi chùa nào đó mà chúng ta đánh mất đi cái tín tâm. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tu tập thì mới thoát được nghiệp, tăng được phúc. Phật tử Quảng Bắc Ninh này nói về cái chuyện cúng dường, cúng thí thực hàng ngày như thế có tốt không? Tốt cho con và tốt cho người thân gia tiên không? Tốt, rất tốt. Cúng được như thế rất tốt. Nhưng mà chúng ta cũng gì, cũng khuyên các vong linh, người thân của chúng ta, cũng như Phật tử này khuyên gì, vong linh của cháu là đừng có chấp vào, bám chấp vào cái tấm thân đau khổ ấy. Đừng có chấp vào cái bữa ăn, những bữa ăn ấy. Mà nên đi, nên nghe theo lời kinh tiếng kệ để nhất tâm niệm Phật, để cầu sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành đi. Và trong pháp hội này, Phật tử này nếu chưa viết sớ, chưa làm bài vị thì ngay lập tức nghe xong câu hỏi này thì nên đi viết sớ hay nên làm bài vị. Đây cũng là một cái phương pháp. Sớ và bài vị này nó giấy thì nói nôm na như là gì? Cái chứng điệp quy Tam Bảo của chúng ta ấy mà. Hoặc là gì? Là cái vé để chúng ta vào gì? Vào xem phim ấy mà. Đấy, thế thôi. Nó đơn giản thế thôi. Nhưng chúng ta làm để cho họ hoan hỷ, cũng thể hiện cái tâm thành của chúng ta cho họ hoan hỷ và vào tu. Mà vào tu trong này rồi á thì cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ, Vô Lượng Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Đồng Từ Bi Gia Hộ Phóng Đại Quang Minh, khai tâm mở trí cho chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh về tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2567, dương lịch 2024 tại chùa Khai Nguyên này, cũng như là ngày lễ Vu Lan tri ân bông hồng cài áo quy Tam Bảo, đặc biệt vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tới đây, để cho chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, nhấn đến các vị thần linh, quỷ thần, vân vân, và chư vị oan gia trái chủ của tất cả tăng ni Phật tử chúng con trong đạo tràng này, cũng như các Phật tử ở xa không về được hướng tâm về đạo tràng này, cho tất cả lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, cũng như quán thân trái chủ của chúng con
đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng quy kính Tam Bảo, đồng tin sâu nhân quả, đồng tu tập chính pháp, sớm viên tròn quả phúc và sớm mà được siêu sinh về cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm thoát khỏi ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh để sinh về cõi Phật, hoặc sinh cõi trời hoặc sinh cõi người. Dù sinh cõi nào cũng gặp chính pháp, nhất tâm tu tập viên mãn công đức, đồng được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mau thành chính quả để rộng độ chúng sinh, cùng thành chính giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi thứ hai thầy đã trả lời. Trong hội trường này, trong đạo tràng này mà có những Phật tử nào mà có những vấn đề tâm linh tương tự như thế, chúng ta có thể làm gặp lên chỗ cái ban viết sớ, chúng ta viết lá sớ, hoặc là trường hợp đặc biệt những người mới mất chưa qua 3 năm, hoặc là đặc biệt ở trong vòng 49 ngày, thì chúng ta làm được cái bài vị. Nếu có điều kiện thì làm được vài ba mâm cơm cúng, cúng mâm cúng Phật, mâm cúng Tổ, một mâm cúng cho các vong linh gia tiên nhà mình trong Pháp hội Vu Lan lần này thì càng tốt. Có điều kiện thì mua lấy một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ, người lớn, một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ trẻ con, đem vào đằng sau cái ban địa tạng bên ngoài, có cái nơi cúng ấy. Trước thì là gì? Là để thể hiện tấm lòng thành chúng ta, dâng lên tiên tổ, dâng lên những người thân đã qua vãng hiện đời cũng như nhiều kiếp, nương vào pháp lực của Phật, của Pháp, của Tăng mà biến thiểu thành đa, tức là biến ít thành nhiều, đầy đủ cho mọi người đó, mọi người thân nở đã quá vãng về dự pháp hội của gia đình chúng ta, dòng họ chúng ta. Trước thì thành tâm cúng lễ, sau thì những cái quần áo đó lại đến mùa đông lại đem cho các tổ chức, các Phật tử đi lên để tặng cho những bà con ở vùng cao. Chúng ta làm được như vậy là rất là nhân văn, rất là ý nghĩa, chứ không phải là chúng ta như trước đây hoặc như một số những ngôi chùa, ngôi đền, là ngôi phủ là đem mua những đồ vàng mã thật nhiều, tốn thậm chí hàng vài trăm triệu, thậm chí có những đàn lễ hàng tỷ đồng đem đốt đi, nó phí phạm như thế. Nên chúng ta làm cái gì cũng phải nghĩ tới cái vừa nghĩ cho an tâm, nghĩ pháp an tâm là vừa nghĩ lợi ích cho cộng đồng nữa. Đấy, thì các vị có thể làm những cái việc đó được ngay trong pháp hội này thì công đức cũng rất là lớn lao vậy. Còn các Phật tử ở xa không về được mà nhất tâm theo dõi qua các kênh trực tuyến của chùa, cũng có thể gửi cái danh sách cầu siêu về qua chỗ ban thông tin, gọi điện về chỗ ban thông tin để gửi ra, để chiều chiều các vị sẽ in ra cho các Phật tử ban viết sớ và các cháu sinh viên phát tâm các vị viết sớ cầu siêu cho. Đây cũng là một cái phương tiện cho các Phật tử xa không về chùa tham dự được. Một Phật tử chốt lại câu hỏi của Phật tử ở Bắc Ninh là thôi không phải lo nghĩ gì nữa, thì cứ thế mà tu tập mà hồi hướng thôi, các thầy cũng sẽ chú tâm hồi hướng cho. Mong toàn thể đạo tràng chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cho, trợ duyên cho cầu vào sức gia trì Phật lực, pháp lực, tăng lực,
cái sức của Tam Bảo và sức của đại chúng trong mấy ngày pháp hội chuyên tu này, thì tất cả chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ của chúng ta, nếu không may còn đang đọa trong hai đường ác địa ngục ngạ quỷ, tại hội trường này thầy cũng gì thật tâm kính lễ chư vị thập điện Diêm Vương, đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương, đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương, cùng tất cả chư vị Minh Vương, chư vị chủ mệnh thế gian, chư vị quỷ thần cai quản sinh mệnh của chúng sinh ở thế gian, như trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật đã nói, đã giới thiệu. Mong các ngài cũng từ bi hoan hỷ. Nạp thụ ghi nhận những công đức của tất cả con cháu, người thân của các tội nhân ấy, tội khổ ấy. Xin đem những công đức của tăng ni Phật tử bách gia chăm họ ở trong đạo tràng này nhất tâm thính pháp văn kinh, một lòng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Tất cả những công đức thiện lành mà đạo tràng chúng con tu tập được đều đem nguyện hồi hướng. Trên thì báo đáp Phật ân, giữa thì hồi hướng chư vị thiên long bát bộ, các chúng quỷ thần, dưới thì hồi hướng cho chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, nhấn đến các vị chúng sinh khắp trong ba đường xéo nẻo, tất thảy các oan gia trái chủ của chúng con đồng được quân chiêm pháp lạc, lợi ích vô cùng. Xin các ngài từ bi thương xót. Những vị nào mà tội nặng thì giảm xuống thành còn nhẹ, mà tội nhẹ thì khiến cho được siêu thoát khỏi con đường địa ngục và ngạ quỷ, để cho các vị có cơ hội để tu nhân tích đức hành thiện, phản tỉnh tâm mình, ngày đêm lo sợ nhớ khổ địa ngục, phát Bồ Đề tâm, nguyện tin nhân quả, nguyện bỏ việc ác, nguyện tu việc thiện, để sớm được sinh về cõi trời cõi người. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật pháp, tu tập dần dần đều thành chính giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch đại đức, con là Phật tử, hiện nay con theo học chương trình đào tạo À,
nhà trị liệu tâm lý của tổ chức UCM, UNESCO hay cái gì đây? Chắc UNESCO hay cái gì? UCM. Một tổ chức chuyên về nghiên cứu, giảng dạy các kiến thức về khoa học tâm thức, thông qua đó giúp mọi người gỡ bỏ các gánh nặng tâm lý, cải thiện đời sống tinh thần và hướng đến một cuộc sống tích cực và cân bằng hơn. Tổ chức hiện có trụ sở tại 43 quốc gia trên thế giới. Nhưng trong chương trình học có phần phân tích và giải mã giấc mơ để có thể hiểu sâu sắc về nội tâm con người. Từ đó hiểu được mô thức, hành vi và lối ứng xử của mọi người. Từ đó đưa ra các phác đồ điều trị cụ thể. Như vậy thì có phải là tà ma ngoại đạo không ạ? Kể từ khi con học chương trình này, mẹ con đã từ mặt con. 3 năm nay không nói chuyện với con cháu. Mẹ thường nói lời độc và cay nghiệt với con và tổ chức con học. 4 giờ sáng, mẹ dậy tụng kinh rồi vẩy nước vào mặt con. Nếu con không mở cửa thì chửi bới rồi đòi đuổi con đi. Con đã nhờ công an phường giải thích với mẹ rằng tổ chức con học không vi phạm pháp luật và được nhà nước ủng hộ. Nhưng mẹ con không nghe. Kính mong thầy khai thị giúp con và mẹ con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Đây là một câu hỏi của một vị. Vị này cũng xưng là Phật tử. Vị này xưng là con là Phật tử. Hiện nay đang theo học chương trình đào tạo nhà trị liệu tâm lý của tổ chức UCN hay là UCM gì đấy. Một tổ chức chuyên về nghiên cứu, giảng dạy các kiến thức về khoa học, tâm thức, vân vân. Xin thưa các Phật tử, ở trên thế gian này có rất nhiều các tôn giáo khác nhau, có rất nhiều các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về tâm linh, nghiên cứu về y học, nghiên cứu về tâm lý học, vân vân và vân vân, có rất nhiều. Phật tử này hỏi rằng, Phật tử này theo như vậy có gọi là tà đạo không? Xin thưa các quý vị, nếu là tà đạo thì nó phải hướng dẫn con người chúng ta đến chỗ gọi là mê tín dị đoan, cuồng tín thì mới gọi là tà đạo. Có rất nhiều những tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghiên cứu khoa học và thậm chí là nghiên cứu cả về thần học, nhân tướng học, vân vân. Mục đích của họ nghiên cứu để biết được các hành vi và lối sống của nhân sinh, để cải tạo, chuyển hóa tâm thức cũng như lời nói và việc làm của nhân sinh, tức là của con người đó.
làm sao cho tốt hơn. Mọi người sống biết yêu thương hơn, biết chia sẻ và giúp đỡ nhau hơn, vân vân. Thì đó không thể gọi là tà đạo được. Ví dụ như các bác sĩ, chúng ta thấy để mà có một bác sĩ biết mổ xẻ, biết ghép tim, ghép phổi, ghép gan, ghép mật, ABC gì đó, vân vân, đúng không? Thì trước khi trở thành một bác sĩ thì những vị sinh viên ngành y đó phải gì? Phải thực tập qua việc mổ, mổ xẻ trên tử thi là gì? Thực sự đó các quý vị. Cho nên chúng ta không thể nhìn vào cái gì? Cái lúc mà các sinh viên ngành y khoa thực tập cầm cái dao, cái kéo mổ xẻ trên cơ thể của những người đã gì? Đã mất họ hiến xác kia ở trên bàn mổ thực nghiệm kia là ác, là xấu được. Nhớ cái điều đó. Chúng ta không thể chỉ nhìn thấy họ làm những việc đó mà chúng ta bảo là ác, chết rồi không để cho họ yên, vân vân này khác được. Chúng ta phải biết rằng nhờ có những con người ấy, những anh, những chị, những cô, những cậu sinh viên ngành y ấy, mà sau này mới có những bác sĩ giỏi, có những giáo sư tài, mới nghiên cứu tìm hiểu được nguyên do nguồn gốc của rất nhiều căn bệnh và đưa ra các phác đồ điều trị để cứu các bệnh nhân. Cho nên cái việc tà hay chính nó phải nhìn nhận vào cái việc làm thực tế của mỗi con người, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức các quý vị. Chúng ta thấy nếu ở trong cửa Phật, ở trong nhà Phật chúng ta mà tăng ni Phật tử hành không đúng pháp, không đúng lời Phật dạy thì đó cũng là gì? Là tà đạo, tà sư. Đó, không đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta thấy cái chính với cái tà nó không phải là ở một tổ chức nào đó, mà nó ở gì? Cá nhân, hành vi của mỗi cá nhân là chính. Tuy nhiên cũng có những tổ chức khủng bố ở trên xã hội, trên thế giới này. Những tổ chức nó chuyên gieo rắc những cái sự khủng bố, lo sợ cả về tinh thần lẫn gì, lẫn thân xác. Thì trường hợp đó chúng ta phải tránh ngay từ đầu. Chúng ta có đủ trí tuệ để biết mà. Cho nên Phật tử này nói rằng theo cái tổ chức đó để nghiên cứu các hành vi tâm lý vân vân, để đem đến cái lời khuyên, cái phương pháp, cái phác đồ điều trị tâm lý trị liệu cho những người bệnh, cho những người tâm lý không được ổn định tốt hơn, thì thầy nghĩ rằng cũng như là bác sĩ thôi, không sao cả. Còn mẹ Phật tử này thì cũng không nên quá khích như thế. Tụng kinh xong lại lấy nước đem vẩy lên người của con mình như thế. Vẩy bao lâu rồi mà thấy nó tỉnh chưa? Nếu thực sự nó theo đường tà thì vẩy một chút nước kia làm cái gì đâu, mình đã có công đức mấy đâu mà mình còn sân si bỏ sự ra, thì làm sao mà đã gì? Đã vẩy nước từ bi lên con của mình được. Mình phải gì? Từ bi xả như mẹ hiền Quan Âm Bồ Tát, như là cha hiền Thích Ca, cha hiền A Di Đà, thì mới có thể gì? Dùng nước cam lộ tịnh thủy, từ bi xuất phát từ trong tâm niệm ấy mới có thể cảm hóa được người ta chứ. Cho nên hành vi của người mẹ ở đây, thầy nghĩ rằng cũng đi hơi quá xa. Làm như thế thì mẹ con ở trong một gia đình sẽ bất hòa thôi.
Cho nên các Phật tử chúng ta hành xử cái gì cũng phải gì có chừng mực, không thể nghĩ rằng mình là quyền huynh thế phụ, làm cha làm mẹ muốn nói con thế nào thì nói, muốn chửi con thế nào thì chửi, muốn bắt con thế nào thì bắt, cũng không nên các quý vị ạ. Chúng ta xem xét nếu thấy con cái mà nó không đi vào con đường tà, nó học một cái gì đó mà nó mang tính chất khoa học, được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận, thậm chí là được cả đảng, nhà nước chúng ta công nhận cho hoạt động, thì có nghĩa là cái tổ chức xã hội ấy họ có tôn chỉ mục đích hoạt động rõ ràng, đem lại những lợi ích nhất định cho xã hội, thì chúng ta cũng tùy duyên. Cho nên qua cái tâm sự của Phật tử này thì Thầy cũng khuyên cả hai mẹ con, mẹ cũng gì cũng hoan hỷ một chút, con cũng hoan hỷ một chút, hai mẹ con đều hoan hỷ với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cho nó đàng hoàng tử tế. Nếu mà không nói chuyện được với nhau thì mình cố gắng cũng đừng để cho cái chuyện xô xát mẹ con xảy ra, vì đều là người tu cả. Phật tử này cũng nói là con là một Phật tử mà, thì làm một Phật tử thì mình phải học Phật là chính, còn những cái khác thì nó là phụ thêm thôi. Nếu như mình gì, mình muốn giải thoát một đời, mình học những cái khác là chính, mà cái vai trò nhiệm vụ của một Phật tử mình lại coi thường bỏ nhẹ cho qua, thì đời nay kiếp này mình không có cơ hội thoát ly sinh tử. Cho nên chúng ta phải biết cái gì là chính, cái gì là phụ. Miếng cơm manh áo, cuộc sống hàng ngày là chính, nhưng nếu chúng ta là một Phật tử muốn thoát ly sinh tử thì miếng cơm manh áo tuy hàng ngày là chính nhưng coi nó là phụ đi. Làm để gì? Để nuôi thân, chứ không tham trong lòng. Các quý vị thấy chúng tôi làm rất nhiều Phật sự như thế này, làm hết mình, làm vì quốc gia đất nước, làm vì Phật giáo Việt Nam, làm vì tín đồ Phật tử, làm vì tăng ni trong chúng. Nhưng bản thân chúng tôi không chấp niệm vào bất cứ cái việc gì chúng tôi làm cả. Chúng tôi vẫn thường nói với các quý vị là gì? Tôi đến với đạo Phật bằng hai bàn tay trắng, thì tôi ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay cho nó nhẹ nhàng thảnh thơi. Chùa chiền thì lại trả lại cho dân, trả lại cho tăng ni, trả lại cho giáo hội, có mang được đâu. Cho nên làm là để phục vụ, để cống hiến, để làm phương tiện cho chúng ta có nơi để học hành tu tập, chứ không phải là làm để bám chấp vào đó. Cho nên cũng làm, thậm chí làm nhiều, làm rất nhiều, nhưng không có cái gì là cái của ta, sở hữu của ta cả. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ ở trong tâm như thế, và luôn luôn đừng có bám chấp vào tất cả những sự vật, hiện tượng, những công việc mà chúng ta làm được ở trên cuộc đời này đó, thì chúng ta mới đỡ khổ các quý vị. Nói đỡ khổ thôi, còn thoát khổ thì chưa, đỡ khổ, bớt khổ. Áp dụng vào đó chúng ta thấy cuộc sống đời thường chúng ta cũng thế thôi. Cuộc sống mưu sinh hàng ngày chúng ta ai cũng phải làm, nếu không làm gì có ăn. Chúng tôi cũng phải làm mà, nhưng mỗi người làm một việc khác. Chúng ta làm thì vì miếng cơm manh áo, vì phát triển xã hội. Chúng tôi làm không vì miếng cơm manh áo, nhưng vì đạo pháp, vì dân tộc, vì tất cả
những người có duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, để cho họ có chỗ sở y, có chỗ nương tựa, có chỗ hướng về cội nguồn truyền thống văn hóa của đất nước, của Phật giáo, để cùng nhau đoạn ác tu thiện, để cùng nhau hộ trì chính pháp, cùng nhau phát Bồ Đề Tâm. Cho nên cũng làm chứ đâu có phải không làm đâu. Gần đây một số người nói là tất cả những người xuất gia đều là những kẻ ăn bám xã hội, không làm được gì cho xã hội cả. Xin thưa các quý vị, họ nói như vậy thôi. Họ nói cho sướng đầu môi chóp lưỡi của họ thôi. Chứ họ có suy nghĩ hay không thì điều đó tự chúng ta thoáng qua cái là biết thôi. Làm nhiều chứ. Chúng ta thấy có ai không làm mà chúng ta tôn trọng, mà chúng ta quy phục không? Chúng ta kính nể không? Không bao giờ. Kể cả đó là ông sư, đó là thầy chùa, đó là vị hòa thượng. Nếu như vị hòa thượng, vị sư đó, vị thầy đó mà không làm một cái gì, chỉ có ăn, ngủ, ăn, tụng kinh, ăn, ngồi thiền, ăn và ngủ thôi á, chắc chắn chúng ta không bao giờ chúng ta chấp nhận. Nếu như các vị sư, các quý thầy, đệ tử của Đức Phật chỉ có ăn và tu, ăn và ngủ, ngoài ăn tu ăn ngủ ra không làm một cái gì lợi ích cho xã hội, cho chúng sinh, chắc chắn rằng không một ai chấp nhận Phật giáo, không một ai chấp nhận Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, không một ai có thể để cho Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật tồn tại ở trên thế gian này, ở trên trái đất này các quý vị. Chúng ta phải biết rằng Đạo Phật đã xuất hiện ở thế gian chúng ta trên 2600 năm nay rồi, mà bây giờ Đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển, thậm chí còn phát triển đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có các quốc gia gọi là cái nền văn minh của thế giới, như là Mỹ, như là Đức, là Anh, là Pháp, là Italy, là vân vân đó, ở châu Âu. Nhưng bây giờ Phật giáo đã truyền bá và đã có những người, những vị xuất gia, tăng ni xuất gia là người bản địa, là người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức, người châu Âu, thậm chí cả người châu Phi, đã có những người bản địa xuất gia thọ giới và ngày đêm tinh tấn tu hành hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem giáo lý từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Đức Thế Tôn truyền trao cho lớp lớp Phật tử và người dân bản địa các quốc gia đó. Và đặc biệt các quốc gia châu Âu bây giờ có rất nhiều nhà tri thức, các nhà bác học, các nhà khoa học lỗi lạc, có tầm ảnh hưởng trên thế giới, thậm chí các chính trị gia, các đại thương gia, họ cũng nghiên cứu và tin theo Phật Pháp một cách là rất là chân thành. Chúng ta thấy khi Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân còn là trụ thế và Hoằng Pháp ở tại đất Mỹ, hai đời Tổng thống Mỹ đã đến thăm chùa đỉnh lễ tại Vạn Phật Thánh Thành. Tổng thống Mỹ George Bush còn mời cả Đại Lão Hòa Thượng vào thăm ở trong Nhà Trắng, thăm Nhà Trắng, thăm nơi làm việc của Tổng thống Bush, ông Bush con đấy, có Bush cha và Bush con, ông Bush con đấy. Và vị Tổng thống thứ hai là gì? Bill Clinton. Chúng ta thấy nếu Phật giáo
chỉ là kẻ ăn bám xã hội Phật giáo như là cây tầm gửi, thì chúng ta nghĩ xem Tổng thống Mỹ thường là những vị, một trong những vị tổng thống quyền lực nhất trên thế giới, vì họ là một nước lớn, tiếng nói của họ mỗi khi nói ra cả thế giới đều phải gì, đều phải chăm chú phân tích từng câu từng chữ từng lời của các vị tổng thống Mỹ ấy. Nhưng chúng ta xem quyền lực như thế, đỉnh cao của trí tuệ như thế, đỉnh cao của quyền lực như thế, uy tín như thế, mà hai đời tổng thống Mỹ là George Bush và Bill Clinton đã mời ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân vào tận trong Nhà Trắng, và đặc biệt là George Bush đến đỉnh thắp hương lễ Phật và đỉnh lễ tại Vạn Phật Thánh Thành, một ngôi chùa, một trong những ngôi chùa lớn đầu tiên ở tại nước Mỹ, do chính Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân xây dựng nên. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười thường vào ngày khai hội Chùa Hương, năm nào mà cụ mà đi được, cụ đi vào tận nơi được dự khai hội, hoặc nếu mà bận quá thì cụ gửi lãng hoa chúc mừng. Và không phải ngẫu nhiên mà cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi còn trụ thế, cố Tổng Bí Thư đã hai lần xuống thăm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ lúc ngài còn ở trụ thế. Chúng ta thấy một vị đứng đầu đảng, nhà nước, chính phủ, một vị lãnh tụ cao nhất của đất nước Việt Nam, như thời phong kiến ngày xưa gọi là vua đó, quang lâm đến gì, đến tận chùa Viên Minh để lễ Phật và thăm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thấy cho nên ở xã hội cái thời mạt pháp này, chúng ta thấy nếu chúng ta không có trí tuệ, không có cái sự suy nghĩ sâu sắc, không có cái sự kết nối, chúng ta dễ bị lung lay về tư tưởng, về quan điểm sống lắm các quý vị. Đặc biệt là niềm tin của chúng ta vào Tam Bảo sẽ rất dễ bị lung lay. Cho nên Phật giáo khi đã là một tổ chức thì cũng có người tốt, người xấu. Chúng ta đừng có mong rằng ở trong Phật giáo hàng vạn tăng ni mà người nào cũng gì cũng như là Phật là Bồ Tát được, không có đâu. Ngay Phật tử chúng ta trong hội trường này thôi, bây giờ nghe thầy giảng thì có khi hoan hỷ lắm, tí nữa đi xuống tranh nhau, chen nhau gì, chen nhau để lấy gì, lấy cơm, lúc đấy mới biết là Bồ Tát hay là gì, hay là chúng sinh. Thật đấy, trong lòng nghe thì gì, ấm ức là có những vị sư, tại sao sư rồi mà không tu, sư rồi mà không làm mà mô phạm cho chúng sinh, khổ chúng ta bây giờ là Phật tử rồi mà, tại sao Phật tử không tu, Phật tử không làm mô phạm cho chính mình, cho chính các đồng tu Phật tử của mình, mà mình lại thì chen chúc vì cái suất cơm để xô đẩy, thậm chí là to tiếng với nhau, lúc đó có phải tu không? Không, nếu chúng ta tu chúng ta cứ xếp hàng chờ, bao giờ cứ người đi trước lấy xong đến lượt của ta, dần dần cũng sẽ đến phiên ta. Xếp hàng lâu quá là lâu, hàng vài trăm mét
Nhưng ta không sầu đâu, không buồn đâu, không vội đâu. Rồi dần dần cũng sẽ đến gì phiên ta thôi. Cứ đứng trong hàng và lần bước, đấy gọi là tu. Nhưng mà khổ, thấy người bên cạnh nhá, nó đi sau mình, nó len lên trước nó đi, nó được nhận hộp cơm nó xuống rồi. Cho nên nhá, thôi tu gì thì tu, tu lúc nào lúc này không cần tu. Đấy. A Di Đà Phật. Xin thưa các Phật tử, lúc đấy chính là lúc mà chúng ta phải tu đấy. Ở trong cái hoàn cảnh ấy, thấy mọi người không tu thì chúng ta phải gì? Phải tu. Tu là gì? Là sửa. Các Phật tử nhớ cho thầy đơn giản, tu là gì? Tu là sửa, là thay đổi những thói quen, những thói hư tật xấu của mình để thanh lọc, để gột rửa, để giặt rũ, để làm cho nó tốt lên. Đơn giản vậy thôi. A Di Đà Phật. Đấy, câu này cần vỗ tay to thì chả thấy vỗ tay to. Câu này cần vỗ tay to, đáng nhẽ phải giơ tay thật cao, vỗ tay thật giòn, thật dài vào đó. Đấy, nó như thế này nó mới khí thế của người học Phật chứ. A Di Đà Phật. Cảm ơn các Phật tử. Thầy cảm ơn các Phật tử thì các Phật tử cũng phải cho một tràng vỗ tay thật to, thật giòn như thế nữa nó mới hay. Đó. Đấy, đi học Phật như thế này có buồn không? Có buồn không? Có chán không? Không. Có vui không? Vui cho chàng vỗ tay nữa. Vâng, cảm ơn các cụ, các Phật tử. Rồi, đấy. Cho nên chúng ta đừng có đi trách là gì, tại sao ông kia, tại sao thầy kia không tu. Mà hãy hỏi rằng mình đã tu chưa? Quay lại để hỏi lòng mình đã tu chưa? Tu trên lời nói chưa? Tu trên ý nghĩ chưa? Và tu trên hành động chưa? Nếu chưa tu được thì chúng ta ráng về để lo tu sửa cái ngôi nhà thân khẩu ý của mình, làm sao cho mỗi ngày nó một trang nghiêm tốt đẹp và hoành tráng lên. Làm được không? Rồi, cảm ơn các Phật tử. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử hỏi, trường hợp này đánh máy á, cẩn thận lắm. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ cho con được hỏi. Con quê ở Ninh Bình. Con và chồng con đều cùng tuổi canh thân. Hai vợ chồng con sinh được một cháu trai tuổi Bính Tuất. Chồng con không may bị tai nạn xe máy vào năm 2012 và bị chấn thương sọ não và bị tê liệt 12 năm nay. Bản thân con thì mắc rất nhiều căn bệnh. Con của con khi học cấp 2 thì cháu vẫn ngoan. Nhưng khi lên cấp 3, cũng là lúc nhà con chuyển về nhà mới, thì cháu theo bạn bè ăn chơi lêu lổng, bỏ bê việc học. Đến năm lớp 11, cháu còn đua đòi chơi cờ bạc trên mạng. Lên lớp 12 thì cháu bỏ học và theo bạn bè đi làm. Mặc cho gia đình khuyên răn nhưng không được. Hiện tại cháu nghe theo lời dụ dỗ trên mạng và bị đưa sang nước Campuchia làm việc. Và theo như lời cháu kể thì họ bắt làm những việc lừa đảo bất chính. Nếu không nghe theo sẽ bị đánh đập, tra tấn. Vào đầu tháng 5 vừa qua, con có duyên về chùa Khai Nguyên dự pháp hội 3 ngày. Từ đó con biết về Phật Pháp. Lúc về chùa, con có thỉnh kinh Địa Tạng và ảnh của Ngài để thờ. Do con làm công nhân may trong công ty nên phải tăng ca nhiều, nên mỗi ngày con đọc được một quyển kinh và phát tâm phóng sinh mỗi tuần một lần và ăn chay đã được 2 tháng. Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con cách tu tập để hồi hướng cho con trai
con sớm được trở về Việt Nam và ngoan ngoãn hơn, vâng lời ông bà bố mẹ hơn. Con kính tri ân công đức của Thầy ạ. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi đồng thời cũng là một tâm thư, tâm sự của một Phật tử. Chúng ta thấy đúng là cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta, mỗi tổ chức, mỗi dòng họ, gia đình chúng ta cũng có sự khác nhau rất là nhiều. Có những người ở trong đây Thầy biết là gì? Rất là khổ. Thậm chí còn khổ hơn Phật tử đưa câu hỏi này cơ. Họ khổ vì bệnh tật, khổ vì gia đình, khổ về chồng con, khổ về, thậm chí có người thì khổ về gì? Khổ về vợ. Đấy, có người con trai lại khổ về vợ. Hôm trước có người đến nói với Thầy, vợ con nó cờ bạc, nó cầm cố cả ngôi nhà, bây giờ nhà cả nhà con không còn nhà mà ở nữa Thầy ạ. Khổ thế đấy. Thân làm chồng mà không nói được vợ, nó khổ cái thân. Con gái, vợ không nói được chồng đã khổ. Nhưng con trai không nói được vợ mà để vợ nó cờ bạc, nó cầm cố, bán cả ngôi nhà mà cả nhà không có nhà để ở, đấy mới là gì? Nhục, nhục lắm cơ. Mấy ông ngồi bàn đầu có ông nào như thế không? Giơ tay xem nào. Nhục lắm. Nếu không may mà ông nào mà có bà vợ như thế thì phải nói là gì? Nhục ơi là nhục. Chả còn cái nhục nào nó nhục hơn cái đó nữa. Nhưng mà vẫn phải gì? Cắn răng chịu đựng. Vì sao? Vì đã chót thề non hẹn biển với người ta, đời nay kiếp này anh chỉ có gì? Yêu và chăm sóc, lo lắng cho mình em thôi. Dù em thế nào thì anh vẫn cứ gì? Cứ yêu. Thì thôi cứ thế mà yêu đi còn gì nữa. Đấy, ngày xưa tuổi người ta 18 đôi mươi, trắng trẻo xinh đẹp, tóc đen như mun, môi đỏ như gì, như son. Yêu thương hứa với người ta thì bây giờ có khổ đến đâu cũng phải chịu thôi. Nha mấy ông, nha mấy cụ và mấy bác ngồi bàn đầu, nha mấy anh mấy chị con trai ngồi giữa, ngồi cuối, ngồi ngoài nhé. Không may gặp phải cô vợ như thế thì ráng mà chịu, biết làm thế nào. Vì con vì cái thôi thì bảo ban nhau nhẹ nhàng, bỏ được thì tốt, thay đổi từ cái xấu thành cái thiện dần dần được thì tốt. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà biết làm thế nào được. Không có hơi một tí là bỏ nhau, hơi một chút là đưa nhau ra tòa. Làm thì cũng được thôi, nhưng mà khổ con, khổ cái. Lại khổ lắm cơ, con cái nó nheo nhóc thì khổ lắm. Nhìn chúng nó không cha hoặc không mẹ, hoặc có cha không mẹ, có mẹ không cha, khổ lắm các vị ạ. Nó lớn rồi thì còn đỡ, các con nó còn bé thì thực sự là thương xót lắm. Cho nên thôi thì cố gắng mà vượt qua. Nói vậy để cho Phật tử đưa câu hỏi này thấy rằng không phải là một mình Phật tử khổ đâu. Trong ngay trong hội trường này Thầy nghĩ còn có nhiều người còn khổ hơn nữa cơ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải cố gắng mà vượt qua. Thôi thì trường hợp này cũng như các Phật tử nào đang còn gặp những khổ nạn trong cuộc sống, những sự bất như ý hoặc do chồng, hoặc do con, hoặc do vợ, hoặc do người thân trong cuộc sống tạo ra cho mình, thì thôi cố gắng vượt qua. Âu cũng là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo trồng, nay phải thụ quả mà thôi. Kinh nhân quả Đức Phật dạy như thế đấy. Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng chúng ta đọc tụng cũng thấy như thế đấy. Cho nên hãy an nhẫn, tinh tiến là vượt qua những khó khăn, những chông gai, những vất vả của cuộc đời ấy. Lấy lời kinh tiếng kệ, lấy lời Phật dạy để vơi đi nỗi buồn. Hãy chịu khó tụng kinh niệm Phật. Phật tử này nói là đi làm may không tụng được kinh nhiều, chỉ tụng được có một thời thôi.
cũng không sao, tụng một thời cũng được rồi. Ngày làm tăng ca tâm kiếp không tụng được đúng giờ cũng không sao, chúng ta ở nhà thì tụng đúng giờ, không đi làm gì tụng đúng giờ. Còn chúng ta đi làm mà tăng ca tăng kiếp thì rảnh lúc nào chúng ta tụng lúc đấy cũng được, Phật Bồ Tát cũng không trách. Vì Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật cơ mà. Cho nên rảnh lúc nào thì tụng lúc đấy. Điều quan trọng nhất là phải gì? Luôn luôn nghĩ tới Phật Bồ Tát, nhớ niệm danh hiệu ở các ngài. Đi làm may, vừa làm may vừa niệm Phật có được không? Niệm được. Vừa làm may vừa niệm Phật cũng được các Phật tử ạ. Bán hàng niệm Phật cũng được, đi cấy niệm Phật cũng được, làm bất cứ việc gì chúng ta đều có thể niệm Phật thầm trong tâm hoặc nhẹ nhàng ra tiếng á, nhẹ nhẹ thôi cũng được. Nếu chúng ta đi cấy, có một mình chúng ta một ở giữa cái ruộng ạ, xa xa không có người, chúng ta tuốt cái mạ ra, chúng ta niệm to lên một chút cho gì? Cho vui. Tuốt cái mạ ra, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, mỗi một cây mạ cắm xuống là một câu Phật hiệu gieo vào trong đất tâm A Lại Gia Thức của chúng ta. Dần dần mà không thoát khổ thì mười phương ba đời chư Phật thành kẻ nói dối hết. Mà mười phương ba đời chư Phật có nói dối bao giờ không? Không. Cho nên mỗi một cây mạ cắm xuống mảnh đất đi, mảnh đất tâm A Lại Gia Thức của chúng ta bằng một câu Phật hiệu. Cây mạ thì cho ra thóc để ăn, còn á, câu Phật hiệu thì gieo vào trong đất tâm A Lại Gia Thức của mình. Lâu ngày chảy tháng hạt giống Bồ Đề ấy nó đủ công đức, nó sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Một lúc nào đó tự nhiên chúng ta sẽ được thoát khổ mà thôi. Hoặc một kiếp nào đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ được thoát khổ mà thôi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngay bản thân của chúng tôi đây cũng thế. 30 năm trước, 35 năm trước, 40 năm trước, chúng tôi khổ khác gì các quý vị vừa đưa câu hỏi ở đây đâu. Thậm chí còn khổ hơn rất là nhiều. Khổ về gia đình, bố mẹ chia tay nhau. Khổ vì 10 tuổi đã phải nghỉ học rồi. Khổ vì 12 tuổi đã phải lên rừng để kiếm củi, đã phải đi vào những nơi rừng sâu núi thẳm để đào đáy vàng để kiếm từng bát gạo rồi. Vật chất đã khổ như thế, tinh thần khổ không? Khổ chứ. Đứa trẻ mới có 10-12 tuổi mà gì? Mà ở với cha thì không mẹ, ở với mẹ thì không cha. Miếng cơm manh áo ăn hôm nay, ngày mai không biết lấy có gì cho vào bụng không. Chứ đừng nói là ăn sung mặc sướng. Đừng mơ là gì? Đừng mơ là được no cái bụng suốt tháng ngày các quý vị. Nhưng từ khi biết đến Phật Pháp, nhờ đúng là chúng tôi nhớ lại cái câu mà Hành Bồ Tát Đạo trong quyển Hành Bồ Tát Đạo, các tổ dạy là nhớ khổ địa ngục phát Bồ Đề Tâm. Đúng là từ trong cái khổ ấy, cái khổ chồng cái khổ ấy, bệnh tật rồi yếu đau nữa, vân vân, nghèo cùng khổ cực đủ thứ nữa, từ trong cái khổ ấy biết đến Phật Pháp, đọc được kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, thấy Đức Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiền một lòng xuất gia cầu Phật, cha ngăn cản, vua Diệu Trang Nghiêm Vương là cha ngăn cản không cho đi tu.
Diệu thiền xuất ra ở nơi nào thì vua cha cho đến người, cho người đến đốt chùa giết sư. Bồ Tát Diệu Thiện vẫn không nản lòng, công chúa Diệu Thiện vẫn không nản lòng, quyết chí xuất gia. Xuất gia rồi thành tựu đạo quả, không khởi tâm hận thù cha, mà còn gì, báo hiếu cha mình bằng cách là móc mắt chặt tay, lấy xương lấy máu lấy tủy để chữa bệnh cùi bệnh hủi ấy cho cha. Đọc đến đấy mới đặt quyển kinh xuống, mới thấy rằng đây mới là một con đường chân thiện nhất, một con đường tốt đẹp nhất, một con đường mà mình sẽ phải đi theo để học cái hay, cái tốt đấy, để tu tập theo, theo công chúa Diệu Thiện, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, để mới có thể thoát khổ được. Cho nên biết tới Phật Pháp, nhìn thấy tượng Phật, được đọc cả kinh Phật, đúng 4 ngày sau thôi, liền bỏ tất cả xuống, phát nguyện xuất gia. Từ khi xuất gia, hết khổ chưa? Chưa. Đi vào chùa Hương, cụ tổ chùa Hương nhận cho xuống bếp làm Phật, nhưng mà làm Phật sự. Mình thì bảo xuất gia để thành Phật. Đấy, to mồm lắm, hoành tráng lắm. Thật thà cụ hỏi dân tộc, cái thằng dân tộc mà cũng biết xuất gia, xin lỗi sám hối hòa thượng, cụ nói nó hơi lặp lặp như thế, cái thằng dân tộc này mà mày cũng biết xuất gia. Dạ bạch cụ là gì, con đọc kinh Phật Bà chúa Ba Chủ Hương, cho nên thấy Phật Bà chúa Ba Chủ Hương xuất gia thành Phật ở chùa Hương, cho nên nay con cũng gì, cũng xin vào chùa Hương để xuất gia để được thành Phật. Cụ bảo là cái thằng này là náo, chúng ta tu đến bạc cả đầu mà chưa dám mong thành Phật, mày cái thằng dân tộc mà mới vào chùa biết đến Phật Pháp lâu chưa mà đòi thành Phật đấy. Cụ nạt cho mình sợ xanh cả mắt lại, nhưng mà trong lòng gì vẫn nghĩ là xuất gia để thành Phật. Cụ bảo được rồi, cho xuống bếp để làm, để làm Phật. Đấy, mình nghĩ ngày xưa Bồ Tát Quan Âm thì lên rừng để thành Phật, còn mình thì được cụ cho xuống bếp để làm, để làm Phật. Nhưng hai vị Phật hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát Quan Âm lên rừng để chuyên tu thành Phật, thành Phật, thành Bồ Tát. Còn mình đi xuống bếp để làm Phật gì? Phật sự, tức là công việc ở trong, trong nhà Phật, làm kẻ, gọi là kẻ nấu cơm, quét tước, rửa bát ở trong, trong nhà chùa, gọi là làm Phật sự. Nhưng làm Phật sự người ta vẫn chưa để cho yên. Cụ tổ thì bảo xuống bếp để làm Phật sự. Cụ không nói làm Phật sự đâu, cụ bảo xuống bếp để làm Phật. Xuống bếp thì khổ, 12 giờ đêm mới được đi ngủ, mà có đã đi ngủ đâu. Cố gắng học tay trái gõ xuống chiếu để làm chuông, tay phải gõ xuống chiếu để làm mõ, cho đến thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 3 giờ đã nghe tiếng chuông báo thức dậy để đi, đi lọc nước, đi nhóm bếp và đi nấu cơm rồi các quý vị. Đúng là làm Phật sự thật. Nhưng mà người ta vẫn không thông cảm, người ta vẫn nhìn thấy là chửi, nhìn thấy là đuổi, bắt đứng giữa trời mưa để đuổi. Vì sao? Vì có thể là một phần là chư Phật Bồ Tát thử lòng mình phát nguyện xuất gia để thành Phật, nhưng làm Phật sự xem nó làm được chưa. Làm Phật sự mà nó còn nản thì khó một chút, khổ một chút nó còn nản, thì làm sao mà thành Phật được. Cho nên có thể các ngài thử xem nó như thế nào. Bị chửi, bị mắng, bị sỉ nhục, còn gì, xin lỗi các vị, chứ còn không bằng con gì, con cún ở trong chùa. Thầy nói thật, con cún ở trong chùa đến bữa nó còn được
các chú tiểu, các bà vãi bưng cơm đến cho ăn lại còn gì? Ăn xong là còn cất bát đi cho. Còn mình làm đầu tắt mặt tối từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm mà vẫn bị chửi, bị mắng, bị đuổi. Còn đúng là không bằng con cún luôn. Nhưng mà mình một lòng cầu đạo, nghĩ rằng do mình kém phúc thiếu duyên, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên phải ráng để vượt qua. Càng chửi ta càng tu, càng mắng ta gì, ta càng tiến lên gần với Phật hơn. Cho nên càng chửi càng mắng càng đuổi ta càng gì, ta càng tiến gần tới gì, tới cái đích từ làm Phật sự cho đến gì, cho đến thành Phật hơn. Đấy, nghĩ được như thế cho nên vượt qua được tất cả những chông gai chướng ngại. Khó đến đâu, khổ đến đâu cũng ráng để tu. Tu hoài, tu hoài. 5 năm sau, dần dần ít người chửi, người mắng, người coi thường mình hơn. Tăng cái số lượng người tôn trọng, người thương, người quý, người mến, người yêu mình hơn. 10 năm sau thì cái số lượng ghét bỏ mình nó chỉ xuống con số rất ít nữa thôi. 20 năm sau, người ghét mình thực sự ít khi thấy có nữa. Và cho đến bây giờ là 30 năm sau thì hiếm khi thấy người ta ghét mình. Những người ở gần mình thì phần lớn đều gì? Đều thương, đều yêu và đều quý mình. Và ngược lại, mình cũng đều thương, đều yêu, đều quý người ta. Có lẽ là nhân quả gì? Công bằng chính là ở chỗ đó. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng mình tu biết bao giờ cho thoát khổ. Đừng có nghĩ như vậy. Cứ tu, dần dần sẽ được thoát khổ. Nếu chúng ta không tu thì làm sao mà thoát khổ được? Cho nên phải tu các quý vị. Câu Phật hiệu A-di-đà Phật nhớ niệm cho chắc, cho bền. Làm cái gì chúng ta nhớ đến lúc nào là niệm lúc đấy. Thầy cho đến bây giờ đi ngủ ban đêm thì còn mở pháp thì nghe suốt đêm mà. Có người hôm sau nhắn tin cho thầy: thầy ơi, tối hôm qua thầy không ngủ à, con thấy thầy thì con thấy điện thoại của thầy, thấy cái gì nó vẫn đèn, nó vẫn sáng. Thầy bảo không, thầy đi ngủ thì hay mở pháp để cho nên nói cả đêm, cứ tỉnh lại lúc nào thì nghe được câu đấy. Ngày xưa một thời gian thì chuyên nghe pháp của ngài Ấn Quang Đại Sư, nghe đi nghe lại Văn Sao rồi Gia Ngôn Lục, nghe đi nghe lại. Một thời gian thì chuyên nghe pháp của ngài Tinh Vân, một thời gian chuyên nghe pháp của ngài Tuyên Hóa, một thời gian chuyên nghe pháp của ngài Quảng Khâm, một thời gian chuyên nghe pháp của ngài Diệu Liên, một thời gian chuyên nghe pháp của ngài Thích Thiền Tâm, một thời gian chuyên nghe pháp của cụ tổ đệ nhất Thích Chí Tịnh của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, vân vân. Thầy cứ nghe từng thời gian, nghe từng thời gian. Và dạo này đang nghe gì? Nghe lại chính bài giảng của mình. Xem mình ngồi trên này mình nói có chỗ nào thất thố không? Có chỗ nào sai sót không? Có những chỗ Phật tử góp ý mình thực sự là rất đúng. Vì ngồi trên này các quý vị ạ, mình cứ thế là nói, là nói, là nói, là nói, nó theo cái mạch văn, nó cứ thế nói, có khi cái gì? Cái bộ não của mình nó chưa kịp loát mà cái miệng nó đã gì? Nó theo mạch văn nó đã tuồn ra mất rồi. Mà đã nói ra rồi thì đến lúc này đang mày nói được có nghĩ không? Không thể nghĩ được. Cho nên cũng có lúc gì? Lúc sai, lúc lỗi. Các Phật tử, một số Phật tử góp ý, chân thành cảm ơn, ghi nhận và lần sau nhớ những cái gì mà nó chưa đúng, chưa đạt, chưa chuẩn, chưa tốt thì mình cố gắng để sửa, làm sao cho mỗi ngày một tốt, một chuẩn, mình đúng, một đạt hơn. Tuy nhiên còn là phàm phu thì không thể nói là không lỗi chút nào được các quý vị.
Cho nên nếu các vị có phát hiện ra những cái lỗi, cái sai gì của Thầy khi trên tòa giảng hay trong cuộc sống tu tập thường nhật hàng ngày, cứ góp ý cho Thầy, Thầy chân thành cảm ơn. Lễ tạ các quý vị là gì? Ba lễ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đấy, thật đấy các quý vị. Vì phàm phu chưa phải là thánh tăng, chưa phải là Bồ Tát á, bất thoái chuyển, thì đôi khi nói nhiều thì Đức Đệ Tứ Pháp Chủ nói rồi, nói nhiều lắm khi cũng sẽ sinh gì? Sinh lỡ lời. Cho nên nếu trong quá trình chúng tôi lên trên tòa giảng và tâm sự nói chuyện, chia sẻ Phật Pháp mà có khiến cho các quý vị hay là một ai nào đó mà chạnh lòng mà thấy không hoan hỷ, chúng tôi xin nhất tâm sám hối, mong cho các quý vị luôn luôn được hoan hỷ khi thính Pháp văn kinh, bỏ những cái lỗi của cái sai của người khác, quay về xem cái lỗi cái sai của mình để tu tâm sửa tính, cùng nhau làm cho giáo Pháp, làm cho Đạo Phật ở Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển bền vững và hưng thịnh. Cho nên xin thưa các quý vị, cứ chịu khó tu tập, chịu khó niệm Phật cho thật nhiều. Ấy, may Phật tử này làm nghề may, may niệm Phật được không? Đưa cái kéo A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, vài lần A-di-đà-phật là cắt xong một đường, một đường, một đường ở trên cái quần hay cái áo kia, cắt xong nhấc cái tấm vải lên gặp cúng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đặt vào cái máy cũng A-di-đà-phật. Và cái bàn chân là gì? Nếu mà còn dùng cái máy ngày xưa, dùng cái chân đạp là gì? Cứ mỗi một lần là đạp, đạp cái bàn của cái máy khâu ấy, đạp một cái là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ thế là chúng ta thì mỗi một lần giẫm đạp lên một cái nhả, nhấn xuống đạp, ấn chân lên, nhấn chân xuống và buông chân lên, chúng ta thì cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thế là một vài chục lần A-di-đà-phật một cái, thế là cái đường chỉ gì? Xong xuôi hết. Mọi người mặc vào thấy gì? Tự nhiên hôm nay mặc cái áo này tại sao mình cứ thích thích. Mặc dù có thể vải nó không phải là loại vải gì đắt tiền, nhưng mà mình thích mặc cái áo này quá. Vì sao mà thích mặc cái áo này quá? Vì cái áo này được may lên bởi gì? Bởi hàng trăm hàng nghìn câu niệm Phật của cô thợ may trẻ trung xinh đẹp. Trẻ trung xinh đẹp ạ. Không quan trọng bằng cái gì? Bằng cô thợ may gì? Lương thiện, thuần hòa. Cái đấy mới là cái điều quan trọng nhất các quý vị. Cho nên may cũng niệm Phật được, bán hàng cũng niệm Phật được, đi cấy cũng niệm Phật được, thậm chí là làm bất cứ việc gì chúng ta đều có thể nhớ Phật và niệm Phật được. Thay niệm Phật bằng tâm niệm ác. Vì niệm Phật là niệm gì? Niệm giác, niệm chính. Thay cái niệm tà, niệm ác bằng cái niệm chính, niệm từ bi hỷ xá bằng niệm giác ấy, thì công đức không sinh ra mới là lạ. Cho nên các Phật tử chúng tôi nói thì chúng tôi ngày xưa cũng nghèo, cũng khổ, khổ đủ mọi thứ, nhưng do chăm chỉ niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, làm tất cả các công việc vì đạo Pháp, vì đại chúng, không có từ nan cái việc gì cả. Việc khó, việc khổ, ai giao cho mà mình làm được thì cố gắng làm. Dần dần thì thấy nhiều người họ tôn trọng mình hơn, họ cảm thông mình hơn, và họ yêu thương, kính trọng mình hơn. Đó không phải là tội diệt phúc sinh thì làm cái gì?
Tội diệt phúc sinh ở đâu? Chính là ở đó đấy các quý vị. Cho nên Phật tử này thì khuyên rằng về thôi, cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật và cầu nguyện là Tam Bảo gia trì cho. Thậm chí Phật tử này cũng có thể gì làm cái đơn trình báo lên các cơ quan chức năng nhà nước như công an xã, công an huyện, công an tỉnh, thậm chí gửi lên cả gì cả Bộ Công an, con của mình bị người ta lừa bán đi Campuchia làm những việc nó không muốn làm, không làm thì nó đánh cho, vân vân. Chúng ta biết vừa qua có cái thông tin là Bộ Công an Việt Nam chúng ta kết hợp với gì, với nước bạn và sang tận gọi là cái tam giác vàng giữa Việt Nam, Thái Lan và Lào hay sao ấy hả? À, không phải Việt Nam, Lào, Thái Lan và Trung Quốc hay sao ấy. Sang tận cái biên giới, vào tận cái xào huyệt tam giác vàng để phá một cái ổ nhóm buôn người, cái kiểu như Phật tử này nói này. Đấy, và phá một cái vụ án rất là lớn, đưa được rất nhiều người Việt Nam bị lừa bán vào đó về nước. Chúng ta có thể làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng nhà nước để nhờ người ta can thiệp, người ta giúp cho. Nếu như biết cái địa chỉ rõ của con, chúng ta viết rõ cái địa chỉ thì họ dễ can thiệp hơn. Đấy. Trường hợp này thầy khuyên như vậy. Ngoài việc tu tập ra có thể làm thêm cái việc đó nữa được. Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con hỏi một số câu hỏi trong cuộc sống đời thường ạ. Tên con là pháp danh Diệu Ly quê ở Vĩnh Phúc, số điện thoại vân vân. Có câu hỏi như thế này: một, hàng năm cứ đến Tết, cứ đến tiết tháng 7 Vu Lan báo hiếu, con thường về chùa thầy để làm sớ cầu siêu cho các cụ cho các cụ hương linh bên nội, bên ngoại nhà con. Nhưng con về bên ngoại, chị dâu trưởng của con có bảo là chỉ cần đi cầu siêu một năm thôi là các cụ đã siêu thoát rồi, chứ cần gì mà đi mãi. Vậy chị con nói thế đúng hay là sai ạ? Theo các Phật tử đúng hay là sai? Chúng ta thầy lấy một cái ví dụ nhé. Chúng ta ăn một bữa có no cho cả ba bữa không? Chúng ta ăn một ngày có no cho cả ba ngày không? Chúng ta làm một năm có đủ nuôi cả cuộc đời không? Không, đúng không? Thì cái việc tu tập chúng ta cũng tương tự như thế. Nếu một ai đó nghĩ rằng chúng ta chỉ cần đi lễ một lần là siêu hết, các cụ gia tiên tiền tổ nội ngoại được siêu hết, thế thì tốt quá. Nếu làm được cái điều đó thì quả thật là gì? Là phúc đức quá, lớn lao quá và hy hữu quá. Xin thưa các quý vị, từ sáng đến giờ 5-7 nghìn người, chục hơn chục nghìn người ở trong hội trường này cũng như ở ngoài kia và ở trong nhà pháp hội cũ và ngồi các nơi, thử hỏi rằng được bao nhiêu người nhất tâm từ lúc thầy lên giảng tới giờ, hay là lúc vỗ tay rầm rầm mới tỉnh lại thôi. Hôm nay ở trong hội trường xin chia buồn với các Phật tử ở phía ngoài và ở trong hội trường cũ. Hội trường mới này hôm nay có điều hòa và quạt mát lắm. Chính vì mát cho nên thầy ngồi ở trên này nhìn xuống có cụ từ sáng đến giờ. Thầy chả biết làm cái gì mà cứ gật gà gật gù từ lúc thầy lên giảng cho đến bây giờ là gần gì? Gần hết thời pháp thoại rồi vẫn cứ gì? Cứ há miệng chờ sung quay quay như thế.
Ở trên này nhìn xuống rõ lắm các cụ ạ. Nếu đừng muốn thầy nói xấu thì đừng có gì, đừng có ngủ gật trước mặt thầy, vì mắt thầy tinh lắm. Tuy chưa có thần thông nhưng mà nhìn xuyên cả cột cụ bên dưới kia ngủ đấy. Đấy, thậm chí nhìn ra cả ngoài kia nóng như thế mà vẫn ngủ đấy. Khổ lắm. Đấy, thế đi hồi đi tu để hồi hướng cho các cụ như thế này. Đi một ngày, hai ngày hay ba ngày tu hết một pháp hồi, đã được đủ công đức để hồi hướng cho các cụ chưa? Xin thưa các Phật tử, đã được có chút xíu ấy mà. Đấy, cũng có công đức, đến đây ngủ cũng có công đức. Nhưng mà công đức gì? Công đức chỉ có một chút xíu thôi. Không đến đây, nói thật, đến đây ngủ cũng có công đức. Vì sao? Vì từ nhà đến đây tâm tâm niệm niệm đi lên để lễ Phật, để thính pháp văn kinh, để hồi hướng cho các cụ ở gia tiên tiền tổ trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Cho nên cả đêm khấp khởi, ngủ không ngon, trằn trọc, luôn luôn nghe tiếng điện thoại reo xem các bạn gọi đi lúc mấy giờ. Ôi đấy, thì đấy cũng xuất phát từ cái tâm gì? Tâm lành, tâm thiện rồi các Phật tử. Cho nên tâm xuất Phật chứng, chư Phật Bồ Tát biết được tâm niệm của chúng ta mà. Các ngài cũng hoan hỷ và cái trường hợp này á, hôm nay tự nhiên lại thấy gì, mọi khi không thấy nó đi chùa bao giờ, nay tự nhiên thấy cả đêm nay thấy nó trằn trọc, nó gì, nó mong chuông điện thoại của bạn bè đồng tu cùng làng, cùng xóm, cùng khu phố này rủ đi đi chùa tổ chức lễ Vu Lan. Phật cũng thấy vui, Bồ Tát cũng thấy vui. Cái trường hợp này từ ngày xưa mình nhìn thấy bao nhiêu người gọi rủ đi chùa, nó đều bảo là bận lắm, nó không đi. Nay tự nhiên thấy nó nhận lời đi, Phật Bồ Tát thấy vui. Vì sao? Vì có một chúng sinh chuẩn bị thoát khỏi lưới ma, quay về với bến giác rồi. Cho nên Phật Bồ Tát cũng vui chứ, động viên còn không được, ai là đi ghét. Cho nên Phật Bồ Tát hoan hỷ, dậy sáng đúng giờ mọi người gọi điện thoại, vội vội vàng vàng tất tưởi ra đi. Áo dài không có cũng không sao, Phật cũng cười bảo nó chưa có áo dài cũng không sao, một ngày nào đó nó sẽ có cà sa đắp trên mình, không sao. Cho nên Phật Bồ Tát vẫn gì, tươi cười hoan hỷ và gia trì dõi theo từng bước đi, từ khi bước ra khỏi cửa nhà, bước lên xe rồi ngủ trên xe như thế nào, xuống xe ra sao, rồi bước vào cổng chùa nhìn thấy tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật trang nghiêm đẹp đẽ, bất giác khởi lên cái gì, cái thiện tâm ăn sâu ở trong A Lại Gia Thức nhiều đời nhiều kiếp về trước, bất giác đứng khứng lại và ôi tượng đẹp quá, trang nghiêm quá, đứng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có công đức chưa? Có rồi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì? Sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào đến nơi tháp miếu ở chùa chiền tự viện thờ Phật, thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó chỉ cần gì? Giơ một tay lên, hơi cúi đầu, mô Phật. Chỉ cần xưng cái hai cái từ mô Phật thôi, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sẽ được thành Phật trong tương lai. Cho nên chúc mừng các quý vị, từ sáng đến giờ ai đã niệm được một câu gì, mô Phật hoặc A Di Đà Phật, hoặc nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát mà hơi cúi đầu một cái thôi, chúc mừng các quý vị đã được Đức Phật thọ ký cho, đều sẽ được thành Phật. Thầy chúc mừng thành Phật mà lại vỗ tay cái lẹt đà lẹt đẹt ra thế này thì đấy, ít nhất nó không phải thế. Chúc mừng những vị Phật tương lai mà cứ lẹt đà lẹt đẹt.
Chúc mừng những người ngủ gật thì vỗ tay to thế. Chúc mừng những vị Phật tương lai thì vỗ tay, sợ đau tay, là sợ xấu hổ gì này. Khổ lắm, đáng nhẽ phải cho một cái trận, một cái vỗ tay chúc mừng các vị Phật, nó phải nổ tung cái hội trường này lên chứ này. Đấy, nó thế cho con ma ngủ còn lơn vởn ở trong hội trường này chạy mất dép luôn. Đấy, cảm ơn các Phật tử, cho một tràng pháo tay lời thầy cảm ơn nữa. A Di Đà Phật. Rồi, vui thế cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Mà vui là gì? Vui trong đạo chứ không phải là vui gì, vui không có ý thức. Cho nên xin thưa các quý vị, cho dù có đến đây ngủ đi chăng nữa thì cũng vẫn có công đức. Nhưng mà công đức so với người thức, so với người tỉnh, so với người nhất tâm thính pháp văn kinh tu tập và nhất tâm thì khác nhau một trời một vực. Cho nên nếu mà bảo rằng chỉ cần là đi làm lễ cầu siêu theo một pháp hội là mọi các cụ được siêu hết, không cần phải đi nữa, như vậy cũng không đúng. Vì chúng ta có chắc là chúng ta tu một khóa mà các cụ chúng ta siêu hết được chưa? Khó lắm, cũng như mình thôi. Mình đi tu một pháp hội về mình đã giác ngộ được chưa? Thành Phật, thành Bồ Tát chưa? Chưa, mới chỉ có gì? Tốt lắm thì chúng ta gì? Sau 3 ngày pháp hội, ngày 1, ngày thứ 2 chưa có tín tâm. Ngày thứ nhất chưa đủ tín tâm, ngày thứ 2 có tín tâm. Ngày thứ 3 thì cực kỳ tín tâm. Xét ra làm thế nào để cho mình trở thành Phật tử tại gia? Phải quy Tam Bảo đúng không? Đăng ký danh sách đi quy. Quy Tam Bảo xong, đó là chúng ta bắt đầu bước một chân vào trong cửa Phật. Bước vào trong, bước một chân vào trong trong nhà Phật, vào trong ngôi nhà của Phật Pháp. Và từ cái chỗ bước một chân tức là đã quy Tam Bảo, quy Tam Bảo xong đã thành Phật chưa? Chưa, mà chúng ta phải gì? Phải trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý, mỗi ngày cho một lương thiện hơn, thuần hòa hơn, tốt đẹp hơn. Thân thì dần dần không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Khẩu thì dần dần không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Còn tâm ý thì dần dần không khởi ba độc tham sân si. Làm được như thế đã thành Phật chưa? Chưa, mới đủ phúc để sinh lên cõi gì? Cõi trời mà thôi các quý vị, các Phật tử. Cho nên muốn được thành Phật thì phải hành gì? Hành Bồ Tát Đạo, tu tập gì? Sáu pháp lục hòa. Đấy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Viên mãn gì? Sáu pháp ba la mật này. Rồi vô lượng các hạnh của Bồ Tát nữa thì mới được thành Phật. Cho nên không đơn giản đâu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta biết đến Tam Bảo, biết đến Phật Pháp mà biết tu tập như thế này cũng đã gì? Rất quý rồi. Cũng biết đến nhân quả, cái ác lớn chúng ta gì? Không dám làm nữa. Ví dụ như giết người chẳng hạn là chúng ta gì? Cái thứ nhất biết nhân quả, cái thứ hai là sợ pháp luật. Cho nên chúng ta gì? Có tức đến đâu thì chúng ta gì? Cũng chỉ dừng lại ở chỗ là chửi mắng nhau thôi, sắn quần lên tận đầu gối và chửi nhau thôi. Ghét cái bà hàng xóm lắm. Ngày xưa mà chưa tu có khi cầm cái dao sang xiên nó một cái. Nhưng bây giờ tu rồi thì vừa sợ pháp luật lại vừa sợ nhân quả. Cho nên thôi cầm dao quay lưng đi vào nhà. Kệ nó chửi thế nào thì chửi, ta đi vào nhà ta lấy bông ta đút nút vào tai rồi ta gì? Ta ngồi ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là tu chưa? Tu đấy các quý vị. Những vị Phật thành Phật ở trong tương lai do đâu mà có? Do chính những sự tu tập của chúng ta ngày nay mà có vậy. Cho nên các vị hãy tin tưởng thì tất cả chúng ta đều sẽ được thành Phật, giống như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã thọ ký vậy. Vì vậy mà gì?
Phật tử này nói là chị cần đi tu lễ cầu siêu một lần như thế là đủ rồi, cần gì phải đi mãi, đi hoài. Thì quan điểm của thầy hiểu như thế cũng chưa hoàn toàn đúng đâu. Chưa hoàn toàn đúng. Vì sức tu của chúng ta làm gì mà đã đủ công đức một lần mà hồi hướng cho các cụ siêu thoát hết. Cũng giống như chúng ta thôi, đến chùa tu có một lần đâu đã thành Bồ Tát, thành Phật đâu. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có gì? Có cái tâm đạo của một người Phật tử tại gia tốt hơn. Chắc chắn rồi. Đấy, chắc chắn rồi. Khi chúng ta đi tu, đến chùa tham dự các khóa tu, được nghe các thầy giảng và nhất tâm tu hành, chúng ta về chúng ta cũng thay đổi nhiều chứ. Thay đổi nhiều chứ các quý vị. Bản thân chúng tôi ngày xưa cũng chưa tu thì cũng tham sân si như ai. Nhưng sau một thời gian tu mình cũng gì? Cũng bớt đi mà. Chúng ta cũng thế thôi. Ai ai cũng vậy. Tu đúng chính pháp thì bản ngã tham sân si dần dần nó sẽ gì? Cũng sẽ giảm đi. Cho nên cái quan niệm Phật tử này nói là chị gái, chị nói như thế thì thầy nghĩ rằng chị phải nên xem xét lại. Còn em đi tu như thế là việc đúng đấy, không sai đâu mà phải lo. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, chúng con phận là gái xuất giá tòng phu mà thành tâm làm lễ cầu siêu cho cả bên nội và bên ngoại thì công đức có được trọn vẹn như con trai và con dâu không ạ? Được hết các quý vị. Các quý vị nghĩ xem, thầy lấy một cái ví dụ. Con trai có thể mua cho bố mẹ một bộ quần áo trong dịp lễ, dịp Tết, dịp mừng thọ. Bố có vui không? Vui. Con gái đi làm dâu rồi, nhưng biết tin là ngày đó là ngày sinh nhật, ngày mừng thọ của bố mình, của mẹ mình. Mình cũng mua cho bố mẹ một bộ quần áo hay một cái gì đó, nó có ý nghĩa. Có thể không đắt tiền đâu, nhưng mà nó ý nghĩa. Bố mẹ có vui không? Vui. Vậy con trai có thể nuôi bố mẹ luôn luôn ở bên mình, ở bên trong nhà mình, vì ăn trưởng hoặc là ở trong nhà có thể thường xuyên nuôi. Còn mình là con gái xuất gia tòng phu, tức là đi theo chồng rồi, đi lấy chồng thì theo phải theo chồng. Nhưng mà lâu ngày thỉnh thoảng ông bà bố mẹ nhớ con đến thăm mình, hoặc là mình nhớ ông bà bố mẹ đón các cụ về đến nhà mình để thăm mình. Mình với chồng mình, với con mình, cả gia đình nhà mình làm bữa cơm gì? Bữa cơm thật đàng hoàng, trang nghiêm. Mời bố mẹ nhà mình ở lại để ăn cơm. Bố mẹ mình ăn cơm có vui không? Có vui với con gái và con rể không? Với các cháu ngoại không? Có mà. Cho nên con trai hay con gái, con nào có hiếu thảo với gì? Với các cụ. Các cụ đều gì? Đều ghi nhận được hết. Cho nên chúng ta làm phận làm con, làm cháu, chúng ta không phân biệt nội hay ngoại, chúng ta đều có thể báo hiếu cha mẹ, ông bà, nội ngoại, cả hai bên như nhau được thì là tốt nhất. Và đặc biệt là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, quan niệm trọng nam khinh nữ nó gì? Nó dần dần đi vào dĩ vãng rồi các quý vị. Con trai hay con gái, đất nước Việt Nam chúng ta không phân biệt như thời phong kiến ngày xưa cổ hủ lắm nữa đâu. Cho nên chúng ta đều có thể tri ân và báo ân các bậc ông bà, cha mẹ nhân mùa Vu Lan này như nhau. Con gái đi lấy chồng rồi, hồi hướng làm sớ cầu siêu, nhất tâm cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội thì công đức cũng như là con trai đi làm lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ trong dòng họ nhà mình vậy.
đều có công đức như nhau hết. Còn nếu khuyết thiếu ở chỗ nào, ở trong hội trường này thầy cũng nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ bổ sung cho những chỗ khuyết thiếu ấy, và cũng nguyện đem công đức tu tập của các sư các thầy ở trong chùa được bao nhiêu công đức. Nếu các vị bên ngoài mà hồi hướng thiếu sợ thì nó khuyết thiếu một chút nào thì chúng tôi cũng nguyện gì đem những công đức của mình để chán vào đó, để bổ sung vào cho đấy, cho gì lấp đầy những chỗ khuyết thiếu ấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ, cứ nhất tâm mà hồi hướng. Ý thứ ba, đầu tháng 2 năm nay thầy tổ chức Pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát. Con có phát tâm đi lễ. Tối hôm ấy con ngủ mơ thấy có rất nhiều người ngồi đợi con ở quanh giường, và có cả hai bé thai nhi nữa gọi con là dậy để đi thôi. Vậy việc đó tốt hay xấu ạ? Ôi dồi ôi, thấy thầy trả lời hai câu trước hỏi thêm câu sau. Thôi tốt hay xấu quan tâm làm gì? Không phải quan tâm đến cái chuyện đó làm cái gì cho nó phiền não, nó bận lòng. Quan trọng nhất là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tu tập được cái gì? Tụng kinh niệm Phật và niệm Phật được bao nhiêu, làm thiện được bao nhiêu, giúp đỡ được bao nhiêu người, vân vân. Cái đó mới là cái gì? Cái nhân lành tốt nhất. Còn tất cả những cái khác, từ giấc mơ hay là những cuộc sống hàng ngày của chúng ta này, nó còn là giả cơ mà các quý vị. Là cuộc sống hàng ngày chúng ta còn là giả, huống chi là giấc mơ. Cho nên không phải quan tâm đến những cái đó lắm làm gì. Người tu chúng ta thầy nghĩ là không nên quan tâm đến cái đó quá. Quan tâm quá có thể thành mê tín dị đoan, đi vào đường tà lúc nào không hay. Cứ sống với cuộc sống hiện tại cho nó tốt, tu tập cho tinh tiến, mọi chuyện sẽ có chư Phật Bồ Tát lo. Ý thứ tư, tham thế mẹ ơi. Năm 2020 con có rủ được đứa em dâu đi làm lễ cầu siêu ở chùa thầy. Vậy về tối hôm đó em con có bảo hôm nay em về có con bướm thật to cứ bay đi bay lại vào bát hương và vào di ảnh của bố mẹ con, rồi xung quanh rồi thì đây rồi bay quanh giường ngủ rồi bay đi, liệu hiện tượng đó như thế nào? Kính xin thầy rủ lòng chỉ dạy cho chúng con được biết ạ. Thôi cái đó thầy nghĩ rằng cũng không nên nặng nề làm gì. Chúng ta thấy con bướm bay vào nhà thì cứ cho con bướm bay vào nhà đi. Con chim bay vào nhà hay con chim bay vào nhà kệ nó đi, không sao cả. Con chim sâu, chim sẻ hay là chim chim gì, chim trào mào hay chim gì vân vân, kệ nó. Quan tâm đến cái đó làm gì? Quan trọng nhất chúng ta cứ tu tập cho nó tốt hàng ngày, chịu khó tụng kinh niệm Phật ở tại gia để hồi hướng công đức cho các cụ lịch đại gia tiên, các bậc ông bà cha mẹ đã khuất thì nhất tâm làm được cái việc đó, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện hồi hướng thì là tốt nhất. Cái đó mới là cái việc quan trọng chúng ta nên làm. Còn tất cả những cái việc mà cái kiểu như câu hỏi vừa rồi thầy nghĩ là thôi không cần phải trả lời. Trả lời có khi lại thành cái chỗ bàn luận xuyên tạc của nhiều người ở trên mạng xã hội thì cũng không hay. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con một số câu hỏi như sau. Trước kia con là con và bạn con có tu tập tại chùa quê, nhà không có sư. Tu tập tại chùa quê không có sư. Chúng con có tu tập theo chị chúng trưởng ở đó dẫn dắt, cũng không theo thầy nào cả, mà tự biên soạn lấy của mỗi thầy một ít chương trình để tu. Như tụng kinh thì tụng kinh chuyển pháp luân và sám hối sáu căn, niệm Phật Bổn Sư Thích Ca, niệm Phật A Di Đà. Khi con và bạn con gặp được chùa thầy và có vào đạo tràng của chùa thầy, chúng con có tu theo thầy tụng kinh địa tạng và lễ Phật,
lễ 118 danh hiệu chư Phật và Bồ Tát, cúng thí thực theo chùa thầy, vậy có được không ạ? Chúng con cũng tu tập tại chùa quê chúng con, hiện giờ không có sư ạ. Từ khi còn đạo tràng của chùa thầy, từ khi con vào đạo tràng của chùa thầy rồi thì con không đi sang đạo tràng ấy nữa để cho nhất tâm. Con còn bạn con vẫn nhớ các bạn ở đạo tràng ấy và vẫn tu cả hai đạo tràng. Vậy con xin thầy khai thị cho bạn con, nếu tu hai đạo tràng như thế thì có tốt không ạ? Có được viên mãn không ạ? Có được nhất môn thâm nhập không ạ? A Di Đà Phật. Câu cuối có một người hỏi về tu tập. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của một Phật tử này nói rằng trước đây theo một đạo tràng tu tập thì cũng không có tăng ni hướng dẫn mà chỉ cho cái cô chúng trưởng, cô Phật tử chúng trưởng đó cóp mỗi thứ một tí. Lúc thì tụng kinh chuyển pháp luân, lúc thì niệm Phật Thích Ca, lúc thì niệm Phật A Di Đà, vân vân. Thì thôi, chùa mà không có tăng ni chủ trì hướng dẫn tu tập mà các Phật tử tự thành lập đạo tràng mà tu tập được thế thì cũng rất là quý rồi. Những Phật tử này nói từ khi lên chùa thầy đây thì về thành lập đạo tràng và tu tập theo hướng dẫn của thầy và chư tăng ở trong chúng, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật vân vân. Và đặc biệt Phật tử này hỏi là có người bạn của Phật tử này vì nhớ đến cái sự tu tập của các Phật tử trong đạo tràng cũ trước đây mà theo cả hai đạo tràng, hỏi thầy rằng tu như vậy có sai hay không, có không được nhất tâm không, vân vân, ABC. Thì cái này nó cũng để tùy duyên đi. Nếu mà Phật tử đã mà đi theo cả hai đạo tràng mà thấy vẫn vui, vẫn hoan hỉ, vẫn hòa hợp thì cứ để họ đi. Kể cả chúng ta cũng vậy thôi. Nếu những ngày tu theo sự dẫn dắt của đạo tràng cũ mà mọi người vẫn thấy hoan hỉ, chúng ta đi được thì cứ đi, không ảnh hưởng gì. Thì vẫn tu ở tại ngôi chùa đó mà. Vẫn những người bạn đồng tu với nhau không sao cả. Quan điểm của thầy là gì? Là ở đâu có chính pháp thì chúng ta tin, chúng ta theo. Chúng ta hoằng pháp, chúng ta hộ pháp, không phân biệt đạo tràng nào, không phân biệt ngôi chùa nào. Cho nên Phật tử đạo tràng Tịnh Tông hoặc Hội Việt Nam của thầy đi làm các Phật sự các nơi, thầy có cấm đâu, không có giữ ai cả. Nên chỉ mong là các vị đi thì luôn luôn nhớ được đi một ngày đàng, học một sàng khôn, học những cái hay cái tốt của các chùa khác, của các đạo tràng khác về để xây dựng, để phát triển, để hướng dẫn cho các Phật tử trong đạo tràng mình tu tập cho ngày một tốt hơn. Đấy gọi là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chứ chúng ta không nên cái kiểu mà là Phật tử chùa mình chỉ được đi chùa mình, Phật tử đạo tràng mình chỉ được đi đạo tràng mình. Như thế là sai rồi. Như vậy thế là phát cái, là khởi cái tâm gọi là nhỏ hẹp rồi. Cái tâm gọi là không phải là tâm của Phật Bồ Tát đã dạy rồi. Chứ Phật Bồ Tát là phải biết tùy hỷ. Đối với người xuất gia thì gì? Muốn cho tam bảo hưng thịnh thì chỉ có tăng khen tăng. Đối với các Phật tử muốn cho Phật Pháp phát triển thì các đạo tràng với các đạo tràng phải hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng sách tiến động viên nhau tu tập. Nếu chúng ta đang tu tịnh độ mà thấy các bạn tu thiền, chúng ta không tu được theo họ thì chúng ta tùy hỷ. Chúng ta không nên chấp nên nói họ tu sai. Nếu chúng ta tu theo tịnh độ mà thấy các bạn tu theo mật tông, tu theo pháp hoa tông vân vân, chúng ta không tu theo được họ thì chúng ta thì khởi cái tâm tùy hỷ. Thì đó mới là gì? Lấy pháp khen pháp, lấy tăng khen tăng, lấy đồng tu khen ngợi đồng tu thì Phật Pháp mới hưng long về các quý vị. Cho nên cũng không nên nặng nề vào cái chuyện
Không nên nặng nề vào cái chuyện là trong đạo tràng mình có người đi tu theo đạo tràng nhà mình rồi còn đi tu theo đạo tràng khác. Trừ cái đạo tràng đấy là tu sai pháp thôi. Nếu tu sai pháp thì thôi mình không đi, mà khuyên các Phật tử đạo tràng mình cũng không đi. Sai pháp là sao? Tức là tu theo tà pháp đó. Mặc dù là đạo tràng gọi là lấy kinh Phật để tu, nhưng mà gì? Tham sân si chất chồng suốt ngày, ma quỷ tiền nong vân vân đó, đấy là tà pháp rồi. Lấy chính pháp biến thành tà pháp thì chính pháp liền không phải là chính pháp nữa. Nhớ cái điều đó cho thầy thì chúng ta không có bị vướng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan kính bạch thượng tọa chùa Khai Nguyên. Con là Phật tử ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nay đủ duyên lành, con được biết đến chùa Khai Nguyên, biết đến thượng tọa chùa Khai Nguyên và tăng ni Phật tử của chùa. Hôm nay lại đúng dịp nhà chùa tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Con mạnh dạn thưa thượng tọa một việc về gia đình con, cúi xin thầy cứu giúp gia đình con với ạ. Gia đình con có 5 người em trai, 2 vợ chồng người em út làm nghề mổ gà và bán thịt gà. Năm 2012 thì vợ bị ung thư và chết. Năm 2016 người em trai con làm nghề mổ chó và bán thịt chó, do cãi nhau và cũng bị người ta đến nhà đâm chết tại chỗ. Đến năm 2017 lại một người em nữa của con lại bị chết do bệnh ung thư. Và đến tháng 3 năm 2024 lại có một người em trai nữa của con đứng trên tầng 4 với cái dây đưa tay ra với cái dây, rồi cũng lại ngã xuống đất, lại chết tiếp. Ngày hôm qua con ngủ nằm mơ thấy có người nói là từ nay đến mỗi tháng 7 này sẽ bắt tiếp một em con nữa. Kính thưa thầy, con lo sợ kể cho cả nhà nghe. Mẹ con thì lo lắng cả đêm không ngủ, mọi người sợ hãi đứng ngồi không yên. Con kính lạy thầy, xin thầy cứu giúp gia đình chúng con với, để gia đình con qua cơn hoạn nạn này. Gia đình con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con Phật tử ký tên Hằng. Xin thưa các quý vị, đúng là Bồ Tát đó, sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ sợ là sự đau khổ, chết chóc, bệnh tật, phiền não đến với bản thân ta, người thân ta, gia đình ta. Còn với chúng sinh thì mặc cha chúng nó. Có đúng không? Đấy. Xin thưa các quý vị, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Qua đó, các Phật tử chúng ta thấy rằng Đức Phật, Ngài dùng tuệ nhãn, dùng Phật nhãn. Ngài thấy được rằng tất cả chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi này đều bình đẳng như nhau.
Có phúc thì đi lên, kém phúc thì lại đi xuống. Có phúc thì được sinh lên cõi gì? Cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trên cõi trời mà không biết tu nhân tích đức hành thiện á, hưởng thụ hết phúc thì lại đọa xuống nhân gian, xuống cõi Atula, cõi người, cõi quỷ, thần, cõi súc sinh, cõi địa ngục như thường. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là gì? Tam giới vô an do như hỏa trạch là như thế. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa là như vậy. Các vị đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy Đức Phật dạy điều đó. Cho nên là một con người, đặc biệt là người học Phật, người theo Phật, chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Nếu như chúng ta muốn gì? Gia đình hạnh phúc, muốn trường thọ, muốn bình an, muốn mạnh khỏe, vân vân. Vì chúng ta nghĩ đi xem, tại sao chúng ta lại chỉ biết sợ người thân của chúng ta bỏ chúng ta ra đi, tức là chết đó, mà không nghĩ đến mạng sống của chúng sinh? Xin thưa các quý vị, nhìn trên lăng kính trí tuệ của nhà Phật, lăng kính nhân quả của nhà Phật, chúng ta thấy Đức Phật đã khẳng định là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ở ngoài xã hội thì chúng ta không dám bàn, không dám nói đúng sai. Nhưng còn ở trong nhà Phật chúng ta, đối với người học Phật đã là Phật tử quy Tam Bảo thì chúng ta phải tin lời Phật dạy, tin vào nhân quả. Gieo nhân nào ắt phải thọ quả đó. Không ai có thể tránh được, không ai có thể thoát được nhân quả báo ứng các quý vị. Cho nên khi chúng ta gặp khổ, chúng ta kêu trời trách Phật, than thân trách Phật, nhưng chúng ta không biết rằng tất cả cái nhân đó đều là do gì? Chính bản thân chúng ta làm. Chúng ta nghĩ xem, con gà nó cũng có gì? Tình yêu, tình thương của con gà bố, con gà mẹ dành cho con gà con. Bằng chứng ấy chúng ta thấy mỗi khi con gà mẹ, con gà bố chăm sóc đàn gà con mới nở, có con diều hâu hay con quạ hay con chim bay đến muốn bắt con gà con. Con gà mẹ nó gì? Nó cục ta cục tác và nó gì? Nó sẵn sàng bay lên để chiến đấu với con chim ưng, con đại bàng, con chim cắt, con diều hâu để bảo vệ những đứa con nhỏ của nó. Các vị được chứng kiến cái việc đó chưa? Nếu chưa được chứng kiến, thầy về thầy tải một cái clip lên trong cái trang chùa Khai Nguyên cho chúng ta xem. Tình thương của con gà mẹ đối với những đứa con của nó, những con gà con đó, cũng như con người chúng ta thương nhau mà thôi, cũng như người mẹ thương những đứa con nhỏ, đứa con đỏ của mình mà thôi các quý vị. Tại sao chúng ta là người học Phật, chúng ta không nhận ra điều đó? Để giảm đi cái nghiệp sát sinh, tăng trưởng công đức lành cho chính mình, mà chúng ta thì trong cuộc sống chúng ta cứ nhởn nhơ vui chơi hưởng thụ khoái lạc, ăn uống tiệc tùng linh đình hết ngày này qua tháng khác, làm tổn hại không biết bao nhiêu sinh mạng của những chúng sinh nhỏ bé, thậm chí những chúng sinh to lớn gấp mấy chúng ta, như con trâu, con bò, con voi, con ngựa cũng gì, cũng chết đó,
dưới làn đao á, cái búa của con người ở chúng ta. Khi nhân chưa trổ thành quả, khi nhân ác chưa trổ thành quả báo á, đau khổ, chúng ta nghĩ rằng á, con vật ấy sinh ra để nuôi mình, để làm thức ăn cho mình, hoặc mình nuôi nó thì nó phải nuôi á, trả mạng lại cho chúng ta, vân vân và vân vân. Bao nhiêu những lý lẽ, bao nhiêu những biện luận mà chúng ta đưa ra như thế. Quả thật đối với người ở ngoài đời, họ nghĩ như vậy, họ nói như vậy thì không ai nói, không ai trách gì cả. Nhưng còn đối với người tu chúng ta, người tin Phật và theo Phật chúng ta, được kể, được tính từ người quy Tam Bảo trở lên, mà không hiểu được điều đó thì quả thật là đáng buồn thay. Cho nên là một người Phật tử được tính từ quy Tam Bảo trở lên, Phật dạy chúng ta phải nuôi học để nuôi lớn tâm Bồ Đề là như thế, và phải dần dần thì dứt các việc sát sinh, tức là không nên sát sinh nữa. Thay vào đó là gì? Là thường xuyên phóng sinh, cứu vật, nuôi lớn cái tâm Bồ Đề, thì đó mới là người người tu chân chính ở trong Phật Pháp chúng ta vậy. Và qua đây chúng ta thấy nhà có 4-5 người con, thì mất đến có 5 người thì mất đến 3-4 rồi. Mơ thấy giấc mơ lại bảo là gì? Lại đến là về bắt tiếp như vậy, cho nên sợ sệt là không biết làm gì. Nay đến lễ Phật gặp Pháp hội này thì cầu cứu tới các sư, cầu cứu lên Thầy. Thầy cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết khuyên Phật tử này về nói với con, với cháu, nếu muốn thoát khổ, nếu muốn không bị cái giấc mơ mình thấy kia trở thành hiện thực, thì trong gia đình mấy đứa con, đứa cháu, còn gia đình nào làm nghề sát sinh thì dừng lại ngay. Dừng lại ngay trong trước ngày rằm tháng 7 đi. Có nghĩa là ngay xong Pháp hội này gọi điện về nhà bảo là gì? Tao hỏi thầy rồi, thầy bảo là nếu muốn cho cái giấc mơ của tao hay giấc mơ của người nhà chúng ta không thành hiện thật, tức là không gì, không thêm người chết chóc trong một vài ngày tới, một vài tuần tới, một vài tháng tới gì đó, hay một hai năm tới gì đó, thì thầy bảo hãy dừng việc sát sinh lại. Rồi cả nhà cùng nhau chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, sám hối nghiệp chướng để cầu nguyện Tam Bảo thương xót gia hộ cho, cứu độ cho, tiếp dẫn những vong hồn của các chúng sinh, các oan gia trái chủ đang theo báo oán kia sớm mà được phá mê khai ngộ, buông đi hận thù để cùng nhau tu tập. Có như thế thì mới thoát được. Còn nếu chỉ lên chùa mà bảo cúng dường pho tượng, hay là viết sớ làm bài vị, làm cơm cúng, hay là cúng dường cái này cái nọ cái kia, nhưng cái nghiệp sát của con cháu nhà mình vẫn không dừng lại được, vẫn không bỏ thì cũng không được đâu. Có cúng dường xây cả cái ngôi chùa Khai Nguyên này, hay là xây dựng tất cả các ngôi chùa trong địa bàn thành phố Hà Nội này, hay là tất cả các ngôi chùa trên trái đất này, làm tất cả các pho tượng Phật Bồ Tát ở trên trái đất này để cúng dường, cũng không thoát được đâu. Cho nên hãy dừng các việc ác, vâng làm các việc thiện, tự làm cho tâm ý của mình thanh tịnh. Đó mới là gì? Thực hành theo lời Phật dạy. Làm được như thế thì mọi nghiệp chướng dần dần sẽ được tiêu. Nếu phát nguyện làm được điều đó trong ngay ngày hôm nay, hôm mai, hôm kia, thế ngày nay nghe giảng xong gọi điện về cho con cháu, bảo mấy đứa nó phát nguyện là thôi thầy nói như thế rồi chúng con cũng bỏ, con chuyển nghề khác. Nếu làm được cái việc đó đến trước hôm rằm, tức là đến trước hôm gì? Hôm nào? Trước 14 đấy đó. Nếu phát nguyện làm được điều đó
Thì đến hôm 14 lại viết câu hỏi đưa lên đây, bảo là các con, các cháu nhà con, mấy đứa nó đang làm nghề sát sinh kia, nó phát nguyện bỏ hết rồi. Thầy cũng đem một chút cái công đức, không ngại gì mà đem một chút công đức tu hành nhỏ mọn của mình ra mà hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo ra hộ cho. Thương lượng với các oan gia trái chủ bị sát sinh, bị sát hại bao nhiêu năm qua, cũng hoan hỷ cho, tạm tha cho để cho họ tu tâm dưỡng tính hành thiện để lấy công đức để hồi hướng cho. Thì làm được cái điều đó thì đây gì gọi là gần như là gì, trao đổi đấy, làm cho một cái giấy bảo lãnh là yên tâm. Còn một người nữa, hai người nữa chẳng hạn, nếu bỏ được các việc ác, vâng làm các điều thiện, tạm thời bảo lãnh cho, giống như ngày xưa bảo lãnh cho cái cô ở chỗ Sơn Đông này, họ bảo là đến một năm nữa thì sẽ chết, nhưng thầy bảo là thôi cứ tin Phật tụng kinh làm việc thiện đi, thầy sẽ bảo lãnh cho ít nhất là gì 30 năm nữa không chết. Mà đúng quả thật gần 30 năm nay cô vẫn sống sờ sờ ra. Mà đi xem ở đâu họ bảo là gì một năm nữa sẽ chết, có nơi bảo vài tháng nữa sẽ chết. Đó. Cho nên trường hợp này thôi thầy nói thế thôi, các Phật tử này phải tự điều đình với gia đình trước đi. Và hôm nay tại hội trường này thì cũng làm cho các nên làm bài vị cho cầu siêu cho bên nội, mà bài vị cầu siêu cho bên ngoại, và viết chung cho cái bài vị cho mấy vong mà mới mất kia. Làm có điều kiện thì làm cho mâm cơm cúng, không có điều kiện thì thành tâm cân hoa quả cũng được, mà không có điều kiện mua cân hoa quả nữa thì thôi, thì cứ dự lễ suốt 3 ngày 4 ngày là cũng được rồi. Điều quan trọng nhất điện về cho con cháu, bảo nó khuyên nó, bảo thầy mà bỏ cái nghề sát sinh đi nếu như còn đang làm. Nhiều người họ không làm nghề sát sinh vẫn kiếm tiền, vẫn nuôi vợ nuôi con, nuôi gia đình tốt đẹp mà các quý vị. Cứ gì là cứ phải nghề đấy mới nuôi được đâu, có rất nhiều nghề nuôi được. Nếu chúng ta theo Phật rồi thì nên tránh cái nghề đấy. Còn ở ngoài đời họ chưa theo Phật thì họ làm được không sao, kệ họ. Chúng ta không nói chuyện đúng sai phải trái hay tội lỗi gì với người ở ngoài thế tục. Còn đây là chúng ta đang nói với gì? Với những người Phật tử, với những người tin Phật, theo Phật như chúng ta. Còn người ngoài họ làm thế nào thì tùy duyên. Chúng ta không dám bàn đúng sai phải trái đối với xã hội, đối với những người ở bên ngoài. Đấy, còn với Phật tử này thì khuyên như thế. Làm được thì đến hôm 14 này thì đưa lại câu hỏi xem, đưa lại xem có nguyện làm được chưa. Làm được thì lúc đó thầy tính tiếp. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây và vào thời thượng cúng. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.